cây cỏ đất đá, hành tinh này, thái dương hệ này và vô lượng vũ trụ, tất cả đều vận hành và tồn tại dựa trên vô số cái điều kiện tác động mà ta gọi là duyên. Nghe kiểu nói gì là không sót gì phải không, gọi là duyên. Thì duyên hay là điều kiện ở đây nó gồm có 24 thứ, nó có tất cả là 24 thứ duyên. Có nghĩa là bây giờ mình ra ngoài mấy cái thạt, từng cọng cỏ, cọng rêu, rong, nó cũng không có nằm ngoài mấy cái này, không nằm nổi, không có nằm nổi, nằm ngoài 24 duyên. Thì tùy trường hợp mà vạn vật ở đời này được là tác động, được hỗ trợ bởi cái duyên nào, hiểu không? Đầu tiên là nhân duyên. Nhân duyên là gì? Nhân duyên tức là các nhân thiện và nhân ác. Tôi đang cố gắng giảng 24 duyên cho những người hoàn toàn không chuyên và không biết cái gì hết. Cho nên ai mà mở cuốn sách này ra sẽ rất là ngạc nhiên là tại sao mà cái duyên mà mình thấy ở đây nó không có như là tôi nghĩ. Đầu tiên mình học về nhân duyên. Trong cái nhìn sơ cấp, sơ đẳng thì thiện là cái gì đó rất là tốt, rất là đẹp, rất là đạo đức, nó là đại biểu cho đạo đức. Còn ác là cái gì đó ngược lại cái thiện, phản đạo đức, phi đạo đức, vô đạo đức. Nhưng mà nếu nói cho nó rốt ráo theo cái giáo lý duyên hệ đó thì thiện ác nó là hai cái cực đối lập nhau. Cảm ơn. Nó là hai cái cực đối lập nhau, chứ ở đây không có cái nào tốt hơn cái nào hết, nghe hiểu không? Tôi hỏi các vị, nóng với lạnh cái nào tốt hơn cái nào? Không, cái nào có bây giờ có hiểu tôi nói gì chưa? Có hiểu chưa? Nóng với lạnh mình phải nói là nóng nó đạo đức hơn, bởi vì nó là thiện, là biểu tượng cho khí móc gì cũng có, nóng lạnh nào cũng nhiệt độ hết á, kịp chưa? Đó. Rồi màu vàng cái màu trắng màu nào mà thiện hơn màu nào ác? Không có, đúng không? Tôi phải hỏi như là hỏi các em bé để cho quý vị nhớ chứ không phải là tôi coi thường. Bởi vì cái lớp này mà mình tế nhị quá đó, không có dám hỏi là nó quên sạch. Nói nghe xong là bỏ cái cầu bóc nút trôi hết. Cho nên là tôi phải hỏi dằn tới dằn luôn này, là người tôi hỏi bây giờ màu đen, màu trắng, màu nào thiện, màu nào ác. Nó chỉ là cái màu thôi, là màu. Và nóng lạnh cũng vậy, cũng không có cái nhiệt độ nóng hay lạnh nào tốt cái nào hết, phải không? Rồi. Nếu mà như vậy đó thì cái người mà đang ngồi ở trong phòng máy hít và người ngồi trong cái phòng của AC đó, giống nhau đúng không? Miễn là thoải mái thôi. Mùa đông thì mình cần hít, mà mùa hè thì cần AC, đúng không? Đúng chưa? Rồi. Nếu mà nói rốt ráo như vậy đó, trời nó đổ nước rồi, chỉ còn bấm nó trào rồi. Nếu mà nói cho nó rốt ráo như vậy đó thì thánh phàm phật ma giống nhau, này kia không? Nhưng mà nó khổ một nỗi, nó khổ một nỗi, giống nhau đó là xét về cái quan hệ đẳng lập á, thì bên thiện mình ác, mình nóng mình lạnh. Nhưng mà tại sao mình phải theo Phật? Là bởi vì rõ ràng mình tự hỏi lòng mình đi, mình có chịu khổ hay là mình chịu sướng? Bây giờ hiểu chưa? Hiểu cái đó không? Tại vì mình sợ khổ cho nên mình phải theo pháp thiện. Mà ai dạy cho mình hành pháp thiện? Phật. Hiểu chưa? Chứ còn nếu mà nói về mặt technical thì mặt kỹ thuật thì thiện ác nó ngang nhau. Vấn đề là anh thích khổ thì anh sống ác, mà anh muốn vui, muốn sướng thì anh sống thiện thôi. Hay kịp không? Bây giờ nghe rõ phải không? Rồi. Như vậy thì thế giới này nó được tác động bởi hai cái lực thiện ác.
đâu có ai ngu gì muốn mình chịu khổ. Nhưng cái nhân này nó quan trọng nè. Nhân do cái tập khí sanh tử nó tác động, tập khí là thói quen luân hồi á, cho nên ai cũng thấy làm ác nó dễ hơn làm thiện hết. Thì như giờ này mà mình vô phòng máy lạnh hát karaoke, còn giờ này mình ngồi bên cạnh một cái người mình thương, rồi hai đứa cắn hụt dưa rồi thề non hẹn biển, nó dễ hơn là giờ này ngồi ngóc lên ngóc xuống rồi nghe đạo, có phải không? Rồi mọi thứ ở đời do duyên mà có, do sự tác động của vô số điều kiện. Ở đây chúng ta có tất cả là 24 cái điều kiện, 24 cái nhân duyên. Thì cái duyên đầu tiên là nhân duyên. Cái chữ nhân ở đây là chỉ cho thiện ác. Thì tôi hỏi các vị vậy chứ tôi có đã có phân tích rồi, thiện ác đây nó không có cái nào là tốt, cái nào là xấu, không có nào đạo đức cái chân á. Mà nó chỉ rất đơn giản thôi. Thiện là trái cam, mà ác là trái chanh. Vậy thôi. Nghe kịp chưa? Mà hãy trái cam á, thì nó ra trái, ra trồng cam thì nó ra cam, mà trồng chanh thì nó ra chanh. Thì như vậy chanh với cam không có nào cao hơn cái nào hết, nhưng mà vấn đề là anh thích ăn cái trái nào. Nghe kịp chưa? Thì toàn bộ vũ trụ này á, là thiện ác là hai cái lực tác động đã tạo nên mọi thứ. Chuyện đầu tiên, tại sao có mưa thuận gió hòa, tại sao mà có gọi là đồng cỏ hoa thơm, có nước ngọt, là đó là do cái thiện pháp của chúng sanh. Mà tại sao có hầm hố gai gốc độc trùng mãnh thú, là do cái nghiệp xấu của chúng sanh. Nghe vậy không? Rồi tại sao mà chúng sanh thì có quá nhiều cái cơ hội để mà máu lệ hơn là cái cơ hội để mà vui vẻ cười tươi, là tại vì trong mọi vấn đề, tất cả vấn đề nó đều nảy ra từ trong lòng chúng sinh hết. Có người hỏi Đức Dalai Lama mới đây nè, hỏi gì chứ đạo Phật nghĩ gì vấn đề cầu nguyện các đấng coi như là cao siêu để phù hộ cho mình. Thì Đức Dalai Lama hỏi thế này: bị cái gì mà cầu nguyện, bị cái gì cầu nguyện? Tất cả những cái quả mà mình gánh còn là do mình tạo ra không mà. Mình ăn ốc rồi mà bắt thánh hiền rồi hốt vỏ là sao? Có hiểu không? Vợ chồng cắn đắng nhau, chạy chùa lại Phật. Cái vấn đề căn bản là từ hai đứa không chịu giải quyết. Đó, tầm bậy tầm bạ, làm ăn thua lỗ do tin bạn bị chúng lừa, chạy vô cầu Phật. Mà hồi có tiền người quên Phật, cứ hồi lỗ bị người ta gạt chạy vô kiếm Phật. Thì quá là lạ đi. Cách đây không có lâu ở trên Virginia là có một cái người đó vì tin bạn mà mất gần nửa triệu, thì cũng chạy vô lại Phật nữa. Mà hồi mà có vô tiền thì không có nhớ Phật, mà hồi mất tiền thì kiếm Phật. Quý vị thấy cái gì kỳ không? Tức là mình chịu khó mình trưởng thành một chút đi, mình bình tâm một chút đi, mình thấy nó kỳ nha. Cho nên tất cả vấn đề khổ luyện của chúng ta nó khởi đi từ cái bản tâm của mình. Nói thẳng luôn, vấn đề là tại mình tham, hoặc là do mình sân, và tổng kết là do mình si. Chính ba cái ông này cũng mới tạo ra vô vàng cái hệ lụy máu lệ cho mình nha. Cho nên là những cái gì nó làm cho chúng sanh khổ thì nó đều đi ra từ nghiệp, từ cái nhân ác. Và tất cả những gì nó làm cho chúng sanh vui thì nó đi ra từ cái nhân thiện. Toàn bộ thế giới này nó chỉ nằm gọn ở trong hai chữ nhân và quả. Và từ hai chữ nhân quả người ta ghi giờ nữa nữa. Để ta trang mới. Để cái chữ nhân quả. À, nhân quả. Giờ tôi nói chị nghe là từ từ chỉ vẽ nè. Chữ nhân á, cái chữ nhân cái chữ bẻ ra hai nhánh thiện ác, rồi quả nó ra hai nhánh, hiểu không? Có hiểu không? Nhân quả. Gì? Nhân. Thiện ác, rồi quả nó ra hai nhánh là vui khổ, hiểu không? Cái rồi ngồi xuống, cái hiểu không? Dạ, nó là hai nhánh vậy đó.
Tức là toàn bộ thế giới này á, là nó chỉ nằm ở trong nhân và nhân và quả. Thì nhân ở đây gồm có thiện, ác. Và từ đó nó mới đẻ ra hai cái quả là khổ, vui, đúng không? Đó, từ đó nó đẻ ra hai cái nhân là khổ, vui. Giờ chị lấy mũi tên chị vẽ cái thiện, chị vẽ mũi tên bắn vô đen vô cái vui, hiểu không? Đó, vẽ mũi tên bắn vô cái vui rồi, cái ác bắn vô cái khổ. Thấy chưa? Đó, nó vậy đó. Thì thế giới thì như đó thôi. Thì do có nhân thiện thì nó mới tạo ra những cái làm cho ta vui. Mà những cái mà làm cho ta vui á, nó gồm có hai: vui lúc đang gieo nhân và vui lúc gặt quả. Có nhớ câu đó không? Nay vui đời sau vui gì nữa? Làm thiện hai đời vui, vui thấy mình làm thiện, sanh thiện thú vui hơn. Có nhớ đó không? Không? Rồi. Như vậy thì toàn bộ thế giới này nó chỉ có nhân và quả thôi. Mà nhân nó gồm có hai, nên quả cũng có hai, chỉ điều gì nhiên đó. Nhân có hai là nhân thiện và nhân ác, mà quả có hai là quả vui và quả khổ. Thì nhân thiện nó cho ra quả vui và nhân ác nó cho ra quả khổ, đúng không? Ở đây không có vấn đề đạo đức, mà ở đây hoàn toàn là vấn đề technique. Một cái là AC, một cái là HIP. Nó không có cái gì mà đạo đức, không có ethic ở đây, không có nha. Không có, nó chỉ rất là tự nhiên. Nhưng mà khổ thay, cái khuynh hướng tâm lý chúng sanh là khóa làm ác hơn, bởi vì nó dễ. Nghe kịp không? Làm ác nó dễ lắm, nó tiện. Còn làm thiện thì nó mất công. Ví dụ như bây giờ mình có cái gì mình thích cái bỏ túi, nó dễ hơn. Tự nhiên có mình thích nên mình đưa người ta, cái kỵ không? Nó bất tiện không? Phải không? Bây giờ đừng có nói của mình, bây giờ nội mình khoái mà này đi. Mình đi thấy mình có thằng khác nó dòm á, mình đã bực rồi. Mà bả chưa thuộc về mình á, là bả mình đã khoái bả là thấy thằng khác nó dòm á, là mình đã nực nổi nãy giờ rồi đó. Mà mai là chưa phải của mình. Thấy chưa? Rồi, tại vì tôi ghét. Tôi mà ghét bả, mà tôi thấy ai mà lăng lăng nói chuyện bả tôi bực. Tôi ghét luôn người đó. Bởi vì lý do tại sao mình thích và ghét một người rất đơn giản. Một là người đó hợp với mình. Hai là người đó có đem lại cái quyền lợi gì đó cho mình, đúng chưa? Ba, người đó giống với kẻ mình thích, hoặc là thuộc về phe kẻ mình thích, có hiểu không? Cho nên Tây mới có một câu: bạn của kẻ thù là kẻ thù, một của mà kẻ thù với kẻ thù là bạn. Đúng không? Có sữa vô nó tỉnh là vậy đó. Bây giờ nít nó bắt nít uống sữa vậy. Cháu nó cũng sữa hoài, vợ nó ôi bà ông uống bia hoài, vợ nó ăn thôi tối anh đừng uống bia, uống đi sữa nóng đi dễ ngủ. Anh cũng ráng uống, anh uống được cái hai ngày, cái ngày thứ ba nó bây giờ anh mới biết tại sao lính hay khóc, bác uống sữa hoài. Bây giờ hiểu chưa? Toàn bộ thế giới này nó được tác động với vô số điều kiện hỗ trợ. À, mà trong đó gồm có nhân và quả. Nhân có hai cho nên quả có hai. Nhân có hai là nhân ác và nhân thiện, do đó quả cũng có hai là quả ác và quả thiện. Nhìn kịp chưa? Mà cái nhân mà thiện nó cho ra quả vui theo hai cách: vui ngay bây giờ và vui sau này, vui gián tiếp và vui trực tiếp. Vui gián tiếp là sao? Vui trực tiếp là sao? Vui gián tiếp có nghĩa là những cái nó tạo ra những cái điều kiện khiến ta vui. Còn vui trực tiếp là nó trực tiếp tạo ra niềm vui. Vui gián tiếp là gì? Là nó giúp cho ta có điều kiện để chơi với bạn lành ở chỗ ok, việc làm ok, và có được cái điều kiện để suy tư ok. Nhớ là sáng không? Mấy đó là phải do thiện không? Do chứ, mà nó là gián tiếp. Còn trực tiếp là sao? Là nó khiến cho mình sinh ra khỏe mạnh thông minh giàu có, đó là trực tiếp. Còn cái gián tiếp đó là những cái điều kiện để cho ta được hạnh phúc. Khổ thay, nó có nhiều cái khổ lắm. Cơ hội làm thiện thì ít, mà cơ hội làm ác thì nhiều. Và khi đã nhận được quả lành đó, người ta hiếm khi biết tận dụng cơ hội để tiếp tục làm nữa. Mà thường là khi gặp cơ hội mà hưởng thụ mà vui vẻ đó, là người ta lại gieo ác nghiệp. Nói chi là khi gặp quả xấu. Có hiểu không? Tức là khi nghèo, khi bệnh, khi mà có vấn đề trong đời sống, thường người ta tìm đến khuynh hướng giải quyết cỡ nào, cách nào cũng được.
mà thường là cách bất thiện. Còn mà cái quả lành nó lúc tạo đã khó, mà khi đừng hưởng quả lành nó thường người ta lại dựa vào cái cơ hội đó để người ta gây tội tội mới, có phải không? Ví dụ như bây giờ mà có tiền, có tiếng, có nhan sắc, có tình cảm là bắt đầu mình hư rồi. Tôi thấy cái đó nhiều lắm. Hầu hết những movie star hồi cơ hàng để cái gì đó, hồi có chút đỉnh tiền bắt đầu nghiện ngập, rồi bắt đầu phụ rẫy tình xưa, rồi có nhiều người nghiện ngập này nọ, rồi có nhiều người đi nổi hứng cái BD ngộ đi mà đẹp trai ngon lòng vậy, nhiều cô tự nhiên thành lét. Tức là khi mà nó sướng quá, nó không có cái gì để mà nó sướng quá, có gì lạ hết, là nó bắt đầu nó đi kiếm cái tào lao để nó lạ, nó kìm tìm cảm giác mới, biết không? Mà chúng sanh thọ phu là như vậy đó nha. Nhưng mà dù sao chúng ta cũng phải nhận rằng thiện ác nó là hai cái lực đẩy quan trọng cho cái sự tồn tại và hoạt động của thế giới, đúng không? Đó là lý do tại sao Đức Phật Ngài dạy rằng là thiện ác là một cái lực đẩy đầu tiên, nó có cái tên là nhân duyên. Là nhân duyên, nhớ chưa? Bây giờ hiểu chưa? Như vậy thì tôi nhắc lại lần nữa. Như vậy có phải thế giới này nó được thúc đẩy bởi vô số điều kiện không? Và trong những điều kiện đó, cái điều kiện đầu tiên có phải là thiện ác không? Những gì ta thấy trên thế giới hôm nay có phải là do thiện ác thúc đẩy không? Tại sao có người bệnh nè, tại sao có người khỏe, có người giàu, có người nghèo, có người giỏi, có người dở? Tại sao có những cái đất nước như Bắc Triều Tiên, tại sao có Nam Triều Tiên? Rồi ngày xưa thì tại sao có Tây Âu và có Đông Âu, tại sao có Đông Đức, có Tây Đức? Tại sao có miền Nam và có miền Bắc? Việt Nam thì là do nghiệp hết nha. Rồi, nhưng mà chừng đó có đủ chưa? Chưa, nó còn 2-3 điều kiện nữa. Cái điều kiện tiếp theo là gì? Đó là cảnh duyên. Tức là có trường hợp các pháp nó hỗ trợ nhau bằng cái khía cạnh thiện ác thì ta gọi đó là nhân duyên. Nhưng cũng có trường hợp các pháp nó giúp nhau bằng cách là nó làm đối tượng cho tâm. Bây giờ tôi chứng minh. Có phải ai nghe nói có lớp học đều thấy vui và tìm tới không? Có phải ai nghe nói có lớp học cũng đều tìm tới không? Không. Vậy mà cũng bị gặp. Như vậy mà dạy cái gì? Uống sữa vô là nó quen trở lại tuổi thơ. Cứ nấu cho vô bình á, hát cho một người bình nút. Chứ còn cái tuổi này không có đáng để uống cái ly. Uống bình á, bình là cứ cho nó nằm ngửa ra rồi nó cứ khủng khiếp thiệt. Mình hỏi một câu cực kỳ dễ hiểu, mình hỏi chứ có phải ai nghe có lớp học cũng đều vui và tìm tới không? Phải. Không, bây giờ mình kéo rèm rồi mình ngựa nằm một chút đi, muốn không? Tôi bảo đảm là tôi là người đi trước á, buồn ngủ chết luôn. Rồi, như vậy thì cái thế giới này nó ngoài cái diễn đầu tiên là ngoài cái lực thiện ác, nó còn có cái lực tiếp theo, đó là cách ta xử lý sáu cảnh. Nghe kịp không? Bây giờ đầu tiên là do thiện ác ta mới bị cái này mới được cái kia, đúng không? Nhưng mà cái thứ hai, đâu phải đứng trước cảnh giàu, đứng trước cảnh nghèo mọi người đều có chung một phản ứng. Thấy chưa? Như vậy cái lực thứ hai gọi là cảnh duyên. Đó, nghe hiểu chưa? Đó. Có nghĩa là đúng rồi, do có nghiệp mỗi người có thiện ác thì mới có khổ vui. Nhưng mà trước cái khổ vui chúng ta đâu có đánh giá cái khổ vui đó giống nhau. Cái cảnh đó, kiểu cái cảnh đó, mình đang gọi là cảnh duyên, đúng không? Tức là có người đi ngang cái chùa, họ nhìn cái chùa họ muốn vô. Có người họ nhìn cái chùa họ nhớ toàn chuyện xấu của Tăng Ni thôi mà, có không? Cái nào có thì nó có, nào không nó không, chứ còn cái thường thờ mà. Rồi tôi chuyển qua tôi nói tiếng Miên. Rồi có người thì vô chùa rồi thì lại khóa trong chánh điện, lắc lắc cái ống tre lên rồi đi về, có không? Rồi có người thì khóa ngồi hàng giờ ngồi gật tới gật lui vậy, không biết cầu cái gì. Có loại người khóa vậy, có người nghe nói sắp chân bông lên ngồi 4 tiếng vậy nên ngồi. Nhưng
nhưng mà có không? Cái gì thấy tôi giỡn á, nhưng mà thật ra tôi hỏi gì là có cái đấy. Có nghĩa là trước một cái cảnh như vậy thì mỗi người có một cái kiểu phản ứng, thấy không? Tôi biết có những người mà khi mà họ đi ngang cái đường Mao Le này, có người là họ đi ngang cái họ nhớ là mình tiểu đường của họ. Hồi xưa là không bị là quẹo rồi vô rồi. Đây kẻ này, tự nhiên bây giờ đi ngang bây giờ không nhớ tới tiểu đường à. Cái hiểu không? Có không? Có. Rồi có người đi trên đường Mao Le mà tự nhiên muốn tóc vô và tóc vô thiệt. Như vậy thì chỉ cái tấm bảng beo le thôi thì có người họ nghĩ đến tịnh luật, có người nghĩ đến là chợ Hồng Kông, có người định nghĩ đến Quán An, có người nghĩ đến chỗ khai thuế, có không ta? Nghĩa là trên con đường beo le ấy thì mỗi cũng cái tấm bảng beo le mà vừa nhìn thấy là mỗi người nghĩ đến một cái cảnh khác nhau, đúng không? Và các vị phải đồng ý với tôi, chính vì cái thái độ khác nhau trước sáu trần nên chúng ta đã có những hành động không giống nhau, đúng không? Và vì chúng ta có những kiểu hành động không giống nhau cho nên là ta đã tạo ra một cái thế giới thiên hình vạn trạng, đúng không? Như vậy thì cái cách mà mình đối phó với sáu trần nó có quan trọng lắm không? Hả? Đi làm về mà cái cách mà mình cái gương mặt của mình, cái ánh mắt của mình, giọng nói của mình đối với người nhà đó, của mỗi người mỗi khác. Và do đó cái không khí trong nhà ở mỗi gia đình mỗi khác. Có người đó là tôi nghe Phật tử nói, thấy xe ông ngừng trước nhà là ông đây hết vui rồi, để gây á. Mà có người thì cứ đau đau ngó ra cổng coi chồng mình vợ mình về chưa, bị gì cơm tối đang chờ. Có người họ cứ chờ tối đang xâm hợp. Mà có người đó thì cứ ngán mà cái người kia về không mất vui. Có. Cho nên cũng cùng cái cảnh đó mà vì bao nhiêu thứ nền tảng tâm tư chúng ta khác nhau. Cái nền tảng đó là gì? Cái nước tâm lý, hoàn cảnh gia đình, sức khỏe, điều kiện tài chính, tiền nghiệp, tất cả những thứ đó cộng lại nó thành ra là một nền tảng tâm thức. Với cái nền tảng này chúng ta có cái phản ứng trước sáu trần khác nhau, có phải không? Chưa có ai dặn rõ như vậy hết. Và chưa có cái đám nào nó chậm như cái đám này. Cho nên chạy hoài. Cho nên là cái duyên tác động thứ hai đối với thế giới chính là cảnh. Cảnh duyên tức là thấy nó như vậy đó, nhưng mà không phải thường đâu, cũng cái hoa đó, nhưng nó làm cho người có người khóc và có người làm cho người cười, phải không? Năm trước Valentine có người tặng hoa cho mình, năm nay người đó không còn nữa, đã chết hoặc đã thuộc về một vòng tay lạ. Cứ mỗi lần thấy hoa ta nhớ người xưa, ta bèn khóc. Nhưng mà nếu ta vừa có một người mới, ta thấy cái hoa ta bèn cười, có phải không? Quan trọng lắm. Rồi tới cái thứ ba, mình ôm thôi, mình ôm lại qua lộn. Rồi tới cái thứ ba là trưởng duyên. Nó, cái duyên này mà gặp trẩm giảng là nó rất là smooth mà các khách không nhớ. Thì bãi triều. Nhớ chứ bãi triều. Các hiểu không? Đi ngủ. Bãi triều. Các anh ấy bình thẳng, bãi triều. Thứ ba là trưởng duyên. Trưởng duyên là gì? Trưởng duyên là bốn cái điều kiện tâm lý vô cùng quan trọng cho tất cả ước mơ của chúng sinh, dù ước mơ đó là tốt xấu hay thiện ác. Bất cứ hoàn cảnh nào mà có sự can thiệp của bốn cái điều kiện tâm lý này thì trong trường hợp đó được gọi là có sự can thiệp của trưởng duyên. Hiểu chưa? Hiểu. Một là dục. Phải có ước muốn mãnh liệt thì chúng sanh mới có thể thực hiện xúc tiến một cái công việc, một cái hoạt động nào đó được, phải không? Đó, cái đó quan trọng lắm. Mà ước muốn như thế nào, cái mức mạnh yếu và thiện ác nó có một cái vai trò rất là quan trọng. Chứ đừng có nghe nói muốn, nghĩ cái muốn nào cũng giống như muốn nào. Có người chỉ muốn quả mà không có quan tâm tới cái nhân, có không ta? Tức là khoái sướng mà quên thiện. Cái muốn này là cái muốn không hợp lý, nghe kịp không? Cứ khoái giàu khoái đẹp mà tạo toàn là nhân bất thiện không à, nghe kịp không? Cho nên cái muốn nó mãnh liệt nhưng mà nó phải là hợp lý. Đây có một người lạ nữa. Cho nên ở đây có ai biết vị này không? Mình có chỗ ngồi không? Mình có chỗ ngồi. Có cái ghế trống chỗ không ngồi được, mình cái chân dài. Như vậy thì là mọi ước muốn, mọi cái lý tưởng
mọi trù hoạch, mọi đời sống của chúng sanh á, là chuyện đầu tiên là muốn thực hiện được chúng ta cần đến một cái khía cạnh tâm lý rất là quan trọng, đó là ước muốn nha. Mà cái ước muốn đó nó phải đủ mạnh và nó phải hợp lý thì nó mới có thể biến cái ước mơ trở thành sự thật. Còn nếu nó yếu quá hoặc là nó vô lý, hiểu không? Thì nó không thể biến cái ước mơ trở thành sự thật. Hiểu chưa? Rồi, cái thứ hai, nếu chỉ muốn không mà chúng ta thiếu một cái sự nỗ lực thì cái ước mơ nó cũng chỉ là ước mơ. Cái phải có sự nỗ lực tương ứng với cái ước mơ đó. Đó, và cái ước mơ đó một là đủ mạnh và hai là nó cũng phải là hợp lý, vậy kể không? Rồi, tức là chúng ta muốn đi về đông mà chúng ta lại bước về tây, càng xuyên càng xa, có đúng không? Rồi, rồi cái lực thứ ba, cái thái độ tâm lý thứ ba đó chính là tâm thái. Tâm thiện lúc nào cũng mạnh hơn tâm ác trong cái ước muốn, trong cái mục đích, trong cái lý tưởng mà giúp chúng sanh mà thực hiện ước mơ thì tâm thiện lúc nào cũng mạnh hơn. Tâm dục luôn luôn yếu hơn tâm thiền, và tâm phàm luôn yếu hơn tâm thánh. Vì sao vậy? Nó chỉ rất đơn giản, bởi vì cái tâm mà càng xa phiền não chừng nào thì cái lực nó càng mạnh chừng đó, nghe hiểu không? Cho nên là ngoài cái ước muốn ra nó còn có sự nỗ lực, và cái thứ ba nữa là tâm thái nha. Nhắc lại, tâm thái thiện thì nó mạnh hơn, nó giúp cho hoàn thành ước mơ nhanh hơn là tâm ác. Tâm mà nó càng xa phiền não chừng nào thì nó giúp chúng ta hoàn thành nó là tốt hơn cái tâm gần phiền não. Rồi, cái thứ tư đó chính là trí tuệ. Chúng ta không thể nào hoàn tất một ước mơ ước muốn nếu mà chúng ta không có một cái hướng đi cụ thể, không có một cái kế sách, không có một cái sự sách hoạch, không có một cái phương hướng cụ thể rõ ràng và thông minh. Cho nên cái thứ tư chính là trí tuệ. Hiểu không? Không có trí tuệ là tối mù, mà tối mù sao đi. Thì như vậy thì trong đời sống này, bất cứ hoàn cảnh trường hợp nào mà cái đời sống chúng sanh, tôi nói có nghe kịp không? Bất cứ hoàn cảnh nào mà đời sống chúng sanh có sự can thiệp của bốn cái này thì trường hợp đó được gọi là trưởng duyên. Như vậy thì đầu tiên là thế giới này được thúc đẩy và tác động bởi cái duyên đầu tiên, đó là nhân duyên, tức là khía cạnh thiện ác. Chính thiện ác đã tạo nên thiên đường và địa ngục, chính thiện ác đã tạo ra nước mắt và nụ cười nha. Cái thứ hai là cảnh duyên, đó là thái độ tâm lý của chúng ta đối phó và giải quyết sáu trần ra sao. Cũng chừng ấy trần cảnh, nhưng mà cái thái độ tâm lý của ta tích cực hay tiêu cực, hướng thượng hay hướng hạ, nghe chưa không? Thì chính cái kiểu mà mình đối phó với trần cảnh nó khiến cho mình trở nên tốt hơn hay là xấu hơn. Đó là cái lực thứ hai, đó gọi là cảnh duyên. Cái lực thứ ba đó là trưởng duyên, có nghĩa là chúng ta muốn thực hiện một cái việc gì ở đời, chúng ta phải có những cái thành tố tâm lý cần thiết. Chiếc xe là phải có bốn bánh, phải có vô lăng, phải có thùng, phải có máy móc, phải có điện đó, phải có xăng nhớt, phải có tất cả những cái điều kiện cần và đủ thì chiếc xe nó mới hoạt động, nó mới vận hành được, đúng không? Như vậy trường hợp đó được gọi là trưởng duyên. Rồi cái duyên thứ tư là cô nhắc nha, cô giảng viên. Có nghĩa là trên đời này có nhiều và rất nhiều trường hợp. Tất cả mọi thứ đời này, cái nào nó cũng tồn tại và hoạt động bằng các lực tác động hết. Nhưng mà nó có những cái trường hợp với cái lực tác động đó, nó chính là cái sự liên tục không gián đoạn. Tại sao chúng ta phải học cái duyên này? Phải học cái duyên này để cho mấy cái cha mà mập mập này, cho mà nghe mới kỹ, cho nên cứ hỏi hoài hỏi học để làm gì. Người ta giảng một cái bấm máy trả lời gái không thì không bao giờ hiểu. Ok. Đó là có nhiều trường hợp chúng ta phải cần đến sự liên tục. Cho nên lâu lâu mà mình thấy, tại sao mà mình cô nghe không? Nghe hay nghe mà ngồi viết lưu bút nhật ký dùm lên không có bao giờ giỏi được. Cái này đang giảng không nghe, đi tìm cái cũ. Là sao? Cái cuộc hôn nhân trước mặt thì không chăm sóc, mà cứ đi tìm lại cái lá thơ của người đã ly dị. Thì tôi hỏi làm sao mà cô có được một cái máy ấm gia đình? Cái thằng trước mắt nó đi làm, nó đem tiền về thì không màng, mà cứ đi kiếm cái hình của cái thằng mà đã chết rồi, đã ly dị rồi. Ok.
Thì như vậy thì hành giả và Phật tử phải nhớ rằng ở trên đời này mọi thứ đều phải cần đến vô số điều kiện hỗ trợ, mà trong những điều kiện ấy nó có một điều kiện rất là đặc biệt, đó là sự liên tục. Cho nên khi nào mình thấy học mà sao không nhớ là mình phải tự xét mình, nhân duyên ở đây có ok không, dễ hiểu chưa, cảnh duyên trong đời sống mình lúc này có ok không, ok vậy lúc này cái cảnh mình nó là toàn cảnh tào lao không à, nó không có cảnh bài vở, không có cảnh danh sách, hiểu không? Hiểu chưa? Để vừa qua tới trưởng duyên, lúc này cái trưởng duyên mình ok không? Bây giờ hiểu chưa? Dạ thánh chính khổ ghê quá. Chậm quá sự phải càng về nhiều hơn. Khi mình chậm quá nó kéo mình chậm theo á. Có hiểu không? Có nghĩa là mình phải thường xuyên mình xem bây giờ chuyện hết rồi, bây giờ lúc này mình sao mình sống không có vui. Thì lúc này mình tâm tư mình tu hành nó tệ quá, mình thứ nhất mình coi cái nhân duyên của mình nó có ok không, rồi thứ hai hiểu không, thứ hai là coi cái cảnh duyên, có nghĩa là coi cái cách đối phó sáu tầng của mình lúc này nè nó ra sao, lúc này cái đầu mình nó nghiêng nặng về cảnh nào nhiều nhất, hiểu không? Bây giờ mình hiểu tại sao học 24 duyên chưa? Hiểu chưa? Đệ lúc này sẽ thấy coi phim đại hàng hoài mà tại sao chánh niệm nó mất, có lúc hiểu lý do không, tại sao vậy? Hả? Bởi vì cái cảnh này nó chổi cái cảnh kia, hiểu không? Rồi bây giờ qua tới trưởng duyên, sao lúc này sao tu thiền nó khó quá, không biết cái trưởng duyên nó có vấn đề không, có không? Trưởng duyên là cái gì vậy? Dục cần thâm thẳm. Dạ, dạ. Thâm thẳm. Không được vậy, vậy là thâm thẳm là mừng lắm rồi cô. Rồi hiểu không? Rồi lúc này cái trưởng duyên của tôi có ok không? Thấy là không ok. Rồi tới vô gián. Bây giờ hiểu chưa? Lúc này cái vô gián duyên của tôi nó là sao? Chắc chắn là không có, bởi vì nó bị gián đoạn. Lúc này chỉ có cái ác của tôi nó liên tục thôi, chứ còn cái thiện lúc này nó gián đoạn dữ dội. Cô diệu tỉnh nghe hiểu không? Bà không học 24 duyên chưa? Nhưng mà bây giờ nghe nói hiểu không? Cho nên là mình dò mình thấy tại sao lúc này sức khỏe mình không tốt là vì mình không có uống thuốc liên tục. Có hiểu không? Quên uống thuốc giảm đường. Phải không? Lúc này mình có không có còn chạy bộ nữa không? Không. Như vậy mình thiếu vô gián duyên phải không? Lúc này hình như là mình ít có ngồi phải không? Thiếu vô gián duyên đúng không? Rồi lúc này như hồi đó hay cuối tuần hay có họp mặt cái bạn bè để trao đổi Phật pháp, lúc này hình như cái vụ đó hình như không có. Vậy thiếu vô gián duyên đúng không? Hả? Mà mấy cái chuyện tầm bậy của mình lúc này như nó hơi liên tục. Như vậy thì nó cũng có vô gián duyên. Mà có vô gián thiện với vô gián ác nên có cái nào? Bây giờ hiểu chưa? Như vậy thì có gì cái đồng ý của tôi là trên thế giới này nó cần cái sự liên tục không? Bây giờ các vị tưởng tượng nếu mình Houston này mà trong vòng một tuần lễ mà hoàn toàn nhắc mặt cảnh sát, hoàn toàn không có gì nghĩ sao? Như vậy thì cái sự có mặt của cảnh sát trong thành phố này nó có cần liên tục không? Dạ. Phải không? Rồi thành phố là có cần có điện và nước liên tục không? Dạ. Cái gì gián đoạn thì được, chứ hai cái đó mà gián đoạn là loạn đúng không? Dạ. Bây giờ hiểu chưa? Như vậy có phải là trên đời này chúng ta sống chúng ta cần rất nhiều yếu tố, rất nhiều tác động, mà một trong những lực tác động trong đó nó có một cái đó là sự liên tục của những cái cần thiết, cái đúng không? Và mấy cái ác nó có cần sự nó có cần sự liên tục không? Nghe kỹ, bởi vì nhờ có cái liên tục mấy cái ác nó mới tồn tại chứ, và cái thiện nó nhờ đến sự liên tục nó mới tồn tại chứ, nghe kịp không? Cái ác thì không cần, nhưng mà thôi bản thân cái ác nó có cần sự liên tục để nó tồn tại mà phải nói cái chứ, chưa còn mấy biết con rắn nó có cần ăn không? Có gì ghét nó không? Rắn nó ghét nó cần ăn, nó trả lời là không có đúng, cần ăn chứ. Nhưng mà chúng ta có cần miếng rắn không thì không, chứ còn mỗi miếng rắn nó cần ăn không thì mình nói là cần chứ. Ngồi ngáp khổ thiệt, kêu ở nhà ngủ thì không chịu, vô thì ngáp nó lay, nó kêu là cái hiệu ứng ngáp đại chúng, hiểu không? Cho nên khi mà mình thấy sức khỏe có vấn đề, tâm lý có vấn đề, sự tu hành có vấn đề, thì mình xem coi cái vô gián duyên của mình nó đang ra sao. Lúc này mình đang sống bằng vô gián duyên thiện hay là bất thiện, hiểu không? Cái câu mà hiểu không nó mệt, làm tôi bất hơi. Con nói câu này là tôi biết tụi con hiểu hay không, mà
Do đó mà tụi con cần sự liên tục là sư phải về đây thường xuyên. Cái thái độ vỗ tay này tiếng Hán nó kêu là tiếp giáo cho giặc. Nhận giặc làm cha. Ok, bây giờ hiểu không? Có nghĩa là các cái lực đẩy trên thế giới này nó tồn tại bằng rất nhiều lực đẩy. À, thì trong đó thì đầu tiên là lực thiện ác. Nhưng mà bây giờ tới mình đang học tới lực gì? Lực liên tục. Bây giờ hiểu. Khi mà bây giờ mình đọc duyên đích, khi sức khỏe ta có vấn đề, khi đời sống tâm lý của ta có vấn đề, khi việc học hành của ta có vấn đề, khi công việc của ta có vấn đề, thì ta xem coi cái trong các cái duyên đó nó có cái duyên vô gián của ta có vấn đề hay không. Học sinh đang đi học high school mà cái xiên nó không có liên tục, không được, đúng không? Thì bây giờ hiểu chưa? Như vậy thì cái sự liên tục nó cũng là một trong những cái duyên. Tiếp theo là đẳng vô gián, thì cái này thì nội dung y chang như vô gián duyên. Rồi tiếp theo. Rồi. Ở đời này mọi thứ nó tồn tại vào các cái lực tác động. Thì nó có, nhưng mà các cái lực tác động á, mỗi một cái lực nó có cái kiểu làm việc khác nhau, nghe kịp không? Có trường hợp chúng ta cần đến cái sự liên tục, nhưng mà có trường hợp chúng ta phải cần đến cái sự gọi là kết hợp cùng lúc, nghe kịp không? Ngày nào mình ngày nào học trò cũng phải đến lớp, đó là vô gián duyên, chẳng chịu chưa? Nhưng mà đã đến lớp rồi thì thầy trò phải cùng có mặt thì lớp học nó mới tồn tại được, nghe kịp không? Chứ thầy tới không thấy trò, tới hồi thầy về cái trò lục tục kéo vô, nghe kịp không? Như vậy thì sự liên tục nó là một lực đẩy quan trọng, nhưng mà nhiều khi cái sự hợp tác á, nó, cái sự hợp tác cùng lúc đó, nó cũng là một sự quan trọng. Thì như vậy bây giờ mấy cô có thể tự tìm cho tôi một cái ví dụ về cái câu sinh viên trong đời sống tâm lý và vật chất của mình được không? Bây giờ tôi ví dụ về cái vô gián duyên. Không uống thuốc liên tục là không được, không tập luyện liên tục là không được, không đi bác sĩ liên tục là không được, đúng không? Đó, giờ cho tôi cái ví dụ về câu sinh viên. Có nghĩa là chúng ta cần đến sự hợp tác như là thầy với trò vậy đó, giống như cô dâu với chú rể trong ngày cưới vậy đó, hiểu không? Thì bây giờ kiếm tôi ví dụ trong đời sống mình cái trường hợp nào mà mình cần đến câu sinh viên. Có hiểu hiểu câu hỏi không? Rồi gì không, kiếm thêm, kiếm thêm. Dạ, rồi gì không, bây giờ về đời sống tinh thần kiếm có không? Kiếm ví dụ nghèo quá. Cũng chưa, ví dụ chưa nghe, chưa phê đó. Thí dụ như cái sự có mặt của năm quyền, của tính tánh niệm định tuệ, nghe kịp không? Khi mà mình muốn ngồi thiền như thế này mà mình chỉ muốn thôi, nhưng mà mình buồn ngủ mình làm biến nó có được, muốn lắm, muốn cũng ráng ngồi, nhưng mà ngồi mà nó không có tìm, lúc đó mình không có xài trí để mà giải quyết cái buồn ngủ, phải không? Không có dùng cái tinh tấn để giải quyết cái sự lười biếng, tới giờ này cũng ngồi mà ngược lên ngược xuống vậy thì cái đó gọi là thiếu cái sự đồng bộ, thiếu cái sự đồng bộ của năm quyền, hiểu không? Rồi chưa hết. Khi mà muốn làm một cái miếng bánh xèo, chúng ta có cần đến cái sự đồng bộ của các thao tác không? Khi đổ bột vô thì tiếp theo là mình phải làm sao? Giá rồi đảo đó. Mà trước khi muốn làm đó là những cái phụ liệu mình phải có chuẩn bị sẵn không ta? Nó phải câu xanh hết. Chứ còn tự nhiên cái là đổ bột vô bằng cái phone. Anh à, mua giá nghe. À quên đó, bột nghệ, bây giờ em mới đổ vô bột trắng tươi là bột nghệ, được không? Hả? Muốn làm cái bánh xèo là coi như tất cả phải câu xanh. Bây giờ hiểu chưa? Mà tại sao mà bắt một cái người không nấu ăn mà ví dụ cái đó? Mà tự nhiên bao nhiêu người ngồi ở đây uống trà sữa xong ngáp. Bây giờ hiểu chưa? Như vậy trong đời sống này cái sự mà liên tục nó là cần thiết, nhưng mà cái sự đồng bộ nó cũng là rất cần thiết. Đổ, mỗi lần đổ bánh xèo là nhớ lấy cái lời này, hiểu không? Có nhiều lắm, có lần là phải chuẩn bị sẵn, có nghĩa là 1, 2, 3 là nó vô, chứ còn không thể nào mà hồi 8:30 liền vô món, 9:30 liền vô món rồi đem đi đổ nguyên một nồi, hiểu không?
Rồi. Tiếp theo là gì cô? Hổ tương duyên. Mọi thứ phải tồn tại bằng các cái lực tác động. À, và mỗi một cái lực tác động nó có một cái kiểu tác động khác nhau. Thì hồi nãy tôi nói rồi, chúng ta cần đến sự liên tục, chúng ta cần có sự đồng bộ. Nhưng mà chúng ta còn cần có một cái trường hợp, nó có một cái trường hợp nữa. Đó là cái sự mutual. Là sao? Là nó có trường hợp A chỉ có thể nhận được sự giúp đỡ của B khi chính nó phải giúp B cùng một lúc. Nó phải như thế nào đó để có thể đón nhận sự giúp đỡ của B. Nhớ kịp không? Ví dụ như giờ bác sĩ mà muốn lấy máu của tôi thì bác sĩ có cần cái sự hợp tác của tôi không? Dạ, có. Cần chứ. Dạ, mặc dù tôi dốt nát, tôi không biết chữ gì hết. Nhưng bác sĩ kêu để yên là tôi phải biết để yên. Ví dụ như tôi phải có sự hỗ trợ với bác sĩ, tôi phải có sự hợp tác với bác sĩ. À, ví dụ như trên máy bay bác sĩ đi trong ấy, chúng ta đang đi ngang cái vùng có turbulence, xin bà con ngồi yên thắt bèo, không có sử dụng nhà vệ sinh. Thì cái đó cũng là một cái corporation, đúng không? Rồi ở trong sân bay mà khi mà họ dặn dò cái gì đó, họ cũng thank you for your corporation, có không? Dạ, xin cảm ơn cái sự hợp tác của quý vị, phải không? Ừ. Bởi vì không có cái sự mà tương tác qua lại đó thì cái công việc nó sẽ bị hỏng đi nhiều và nhiều lắm. Có nhiều trường hợp A chỉ cần thò tay ra là giúp B được, nhưng có trường hợp B phải trong tình trạng sẵn sàng, thích hợp để mà đón nhận cái sự giúp đỡ của A. Thì sự giúp đỡ của A nó mới phát huy được tác dụng, có đúng nghĩa không ta? Cho nên ví dụ như bây giờ quý vị muốn học giáo lý, muốn tôi về đây giảng, nhưng mà cái kiểu học của quý vị không thể là hổ tương nhiên được. Ông thầy cũng tìm đủ cách, có khi cô chở tôi dọc đường mà tôi suy nghĩ ra giảng cái gì ta? Bắt đầu như thế nào để cho họ hiểu. Mà tới đây thì nhấp lên, nhấp xuống, rồi móc cái con đang học, buồn ngủ, nhớ honey. Cái kiểu đó là chết tôi rồi, hiểu không? Tôi hiểu không? Tôi thấy hết, huệ nhãn, thiên nhãn, nhục nhãn, thấy hết. Thấy có gì thiếu sự hợp tác. Yeah, thấy hết, được cái mặt biết. Nó hiện lên trán mà nó bị không có thấy thôi, tôi thấy hết. Thấy tóc lò xò. Cho nên là đôi khi trên đời này là cái sự liên tục nó là một cái lực đẩy, mà cái sự là đồng bộ là một lực đẩy, và cái sự hợp tác cũng là một cái lực đẩy. Một đứa bé mà nó muốn mẹ nó bồng, nó phải có sự hợp tác. Cái tay của nó nhớ không? Ai nói tay bồng bé không? Cái tay nó bị dướng cho nên mình bồng được, mình phải móc cái tay nó ra. Cho nên từ đó mới nảy ra cái chuyện cái em bé có đứa thuận tay trái và thuận tay phải, là vì sao? Vì cái người bồng họ nhét cái tay kia vô thì cái tay nó bị giam suốt mùa thu cách mạng, cho nên cái tay này nó sẽ không phải là tay thuận, cái tay nào bị nhốt á, biết hiểu không? Để cái tay còn lại nó sẽ làm việc. Nhớ cái đó quan trọng lắm. Mà trong khi người ta không có con, không có em mà ta biết vậy đó, ta còn dạy cách nấu bánh xèo nữa. Mà cả một cái rừng phụ nữ nội trợ mà đơ ra đó thì tôi làm sao mà gọi đó là hổ tư duyên được. Cái đó gọi là xấu hổ duyên. Bây giờ, cái là hổ tư duyên xong rồi. Tiếp theo. Ê, chỉ duyên. Có trường hợp A giúp cho B bằng cách là tựa hẳn vào nhau, cho thuyền ghé bến, có hiểu không? Đấy, cái đó có nhiều cách giúp. Có cách giúp đó là anh ở thì anh, tôi ở thì tôi, mình mới giúp nhau được, nghe kịp không? Rồi có một cách giúp anh đi trước tôi đi sau, có trường hợp anh phải đi sau tôi đi trước, nhưng mà nó là có một trường hợp là tôi anh phải nắm tay nhau mình mới giúp nhau được, nghe kịp không? Có hiểu? Ví dụ như bây giờ cô giúp cho mọi người học thì cô phải có chỗ ngồi để cho mọi người ngồi cùng với nhau, nhưng mà khi tối nay có người muốn ngủ lại thì cô đâu có thể cho mọi người gần nhau vậy được, cô phải tách mọi người ra chứ, hiểu không? Tức là khi học thì chúng ta phải ngồi chung nhau, chứ nói tôi ngồi tôi giảng lại người dưới đất, người trên lầu tôi giảng, cho nên mấy người phải gom mặt nhau. Nhưng mà nó ngủ lại đây để sáng mai dự lớp của sư thì tách ra. Như vậy thì chúng ta có nhiều cách giúp nhau lắm. Một là chúng ta phải sáp vào nhau,
Có đôi lúc chúng ta phải rời nhau mới có thể giúp nhau. Yeah. Thì trong trường hợp giúp nhau bằng cách sát vào nhau, tựa hẳn vào nhau, thì trường hợp ấy ta gọi là y chỉ duyên. Bây giờ trong trường hợp muốn học thì quý vị phải sát vô chứ. Mà tới ngủ mà tập trung cái này nó ngá cho banh lỗ tai rồi tôi ngủ. Nghiến răng trèo trèo rồi tôi ngủ. Phải không? Cho nên tối nay là bà con làm ơn mỗi người một phòng. Hiểu. Cái bà này chắc phải ly khứ duyên cái bà này. Vô hữu duyên cái bà. Bây giờ hiểu không? Bây giờ hiểu không? Cho nên nó có trường hợp A giúp B bằng cách là hai đứa phải nắm tay nhau. Có trường hợp A giúp B bằng cách là anh trước tôi sau. Có trường hợp là tôi trước anh sau. Có đúng vậy không ta? Trường hợp, nhưng mà có hiểu cái nghĩa không? Của đăng lát thì bây giờ thích cái đó. Rồi thêm người nữa, tới sao không hiểu, khổ nữa. Lát thì nó khổ. Người ta gặt lúa rồi nó mới đem lúa ra bắt xạ. Rồi. Như vậy nè, mình đang giảng về cái y chỉ duyên. Có nghĩa là giúp nhau bằng cách là tựa vào nhau. Hiểu chưa? Như vậy thì trong trường hợp đó, bây giờ trong đời sống này quý vị có thể đưa cái kiến thức đó vào trong đời sống tu học mà mình của mình được không? Ví dụ như tôi thấy lúc này sao tôi chểnh mãn, tôi dễ vui quá thì nên làm sao? Có nghĩa là tôi thấy lúc này tôi thấy hình như tôi thiếu một điểm tựa đúng không? Hiểu chưa? Mà điểm tựa đó là một người phụ nữ hay là một người bạn lành? Yeah! Hiểu chưa? Ví dụ như giờ tôi cần đi đâu đó, cần cái sự hỗ trợ đêm hôm mình quản thì tôi phải nhờ ông Long hay là cái thằng cha có râu chứ đâu nên tôi nhờ mấy bà không râu được. Bà không râu phải sáo vô còn bệnh thêm nữa. Ừ. Hiểu không? Hiểu hết. Yeah. Cho nên khi mà tôi không có khỏe nè, về tinh thần hay là về thân xác là tôi phải xem có lúc này cái y chỉ duyên của tôi có vấn đề không? Lúc này tôi đang dựa vào cái gì, hoặc là tôi đang thiếu dựa vào cái gì, có nghe kể không? Lúc này tôi đang dựa vào cái gì, hoặc là tôi đang cần dựa vào cái gì? Có hiểu hai câu này không ta? Tôi nói tiếng Nhật nha. À, lúc này tôi đang dựa vào cái gì, hoặc là tôi đang cần dựa vào cái gì? Cái đó là tôi đang coi về cái y chỉ duyên. Nghe kịp chưa? Rồi, tiếp theo. Rồi. Thói quen nó cũng là một cái lực. Ở trong chúng sanh thì gọi là thói quen, mà ở trong cái phần vô tri ta gọi là quán tín. Quán tín, có hiểu không? Có nghĩa là cái quả lắc đồng hồ nó có đi tới thì nó mới đi lui, có phải không? Chính cái sự lặp đi lặp lại nó mới trở thành là một, nó cũng là một thứ lực đẩy. Nghe kể không? Và Lão Tử có nói thế này: đừng coi thường một cái suy nghĩ thoáng qua trong đầu, bởi vì chỉ cần cái suy nghĩ ấy nó đi tới đi lui, nó lặp lại chừng vài ba lần nó sẽ biến thành hành động. Nghe hiểu không? Cái đó có, đừng coi thường. Đừng coi thường những suy nghĩ thoáng qua, vì khi nó lặp lại nhiều lần nó sẽ trở thành hành động, mà hành động nhiều lần sẽ trở thành thói quen, mà thói quen chính là số phận của chúng ta, nó chính là cuộc đời của chúng ta. Nghiện ngập cũng là thói quen phải không ta? Sở thích cũng là thói quen phải không? Sở thích thường nhật, đời sống thường nhật cũng là một kiểu thói quen. Có đúng vậy không? Đấy. Mà những cái đó đi ra từ đâu? Là từ những suy nghĩ thoáng qua quỹ đầu. Tôi ví dụ, cách đây nhiều năm về trước, có một cái anh Việt Nam chân ướt chân ráo trong nước ra đây. Anh ở đâu? Ở trên miền Bắc. Rồi anh xuống Florida anh thăm người thân, chân ướt chân ráo. Anh thấy biển anh thích quá. Chính cái thích đó nó trở thành ra là một cái mốc, một cái điểm ngoặt trong đời anh mà anh không ngờ. Sau này anh đi học, anh có bằng kỹ sư, và công ty của anh cho anh lựa chọn chỗ ở. Thì công ty anh nó khắp nước Mỹ, anh chọn về Florida. Hiểu không? Mà tại sao anh chọn? Là vì mấy năm trước ảnh có một lần anh đi, ảnh mê biển. Mà cái thời gian mà ảnh ngó biển thì mình biết nhiêu, nửa tiếng đồng hồ. Chỉ có nửa tiếng đồng hồ thôi, lặng lặng đâu với tôi không nhớ nha, Miami hay Lắc Bồ gì đó. Nhưng mà có ra biển xanh lè. Rồi bữa chắc cũng gió mát,
rồi trời xanh nắng vàng gì, tôi cái đó tôi không biết, mà anh chỉ nói là anh chỉ thấy đường biển có nửa tiếng và anh thề, anh phải nói thề hơi nặng, mà anh trong một mình ước gì có dịp sống ở đây và chỉ có nửa giờ đồng hồ, và sau đó anh rời khỏi Florida đi thăm ma, đi ăn gì bạn bè rồi anh đi về tiểu bang khác, anh đi học lấy cái bằng kỹ sư. Thì khi mà công ty mà tuyển dụng anh cho các kỹ sư chọn, có biết chuyện đó không? Thì có nhiều người đi kêu họ về Florida họ không chịu, tại vì họ khoái lạnh, họ xin về Cali, có rồi có anh thì tại vì gia đình vợ nằm ở Atlanta cho nên họ xin về Atlanta, ví dụ như mà riêng ảnh thì xin về Florida. Rồi quen với một cô ở Florida lấy vợ rồi đẻ con Florida, mà chỉ bị bắt đầu từ nửa cái ngộ rồi. Khiếp chưa? Cho nên đừng có coi thường những suy nghĩ thoáng qua trong đầu, vì nó được lặp đi lặp lại nó sẽ biến thành hành động, mà hành động được lặp đi lặp lại nó trở thành thói quen, và thói quen nó chính là cuộc đời của chúng ta nha. Nên cận nghi duyên nó chính là thói quen, mà thói quen là đi ra từ đâu, là sự chấp giá của những cái suy nghĩ rời rạc, có đúng không? Thói quen chỉ là sự chấp giá của những cái thứ rời rạc mà nó thói quen. Và có nhiều khi chúng ta thật sự không có thích cái đó, nhưng mà chỉ cần chúng ta không tránh nó thì nó lặp đi lặp lại nhiều lần, nó cũng trở thành sở thích của chúng ta. Nghe kịp không? Cái đó quan trọng lắm. Rồi dạ, rồi cái này là khỏe quá, tức là nghiệp mình xin miếng trà nóng mà đậm thì đậm được. Dạ, chúng ta cho cô trà nóng mà đậm thì đậm, trà nóng đậm thì đậm, giống trà tức không, là trà nhiều, trà nhiều. Chắc đưa bà để bạn làm ý nghĩa là trà Thái Nguyên. Dạ đúng. À, là tôi thích cô cái câu hỏi là cho sư đó hả? Cho đại chú. Ở khờ mà có cái nhà cũng hay. Vậy hiểu chưa? Có nghĩa là vạn vật trên đời này tồn tại bằng các lực đẩy, nhưng mà mỗi lực đẩy nó có một cái kiểu tác động khác nhau, nó kịp chưa? Thì hồi nãy giờ tôi nói là nó đẩy bằng nó giúp nhau bằng cách là nó có mặt liên tục, rồi cái gì nữa, nó giúp nhau bằng cách là nó hợp tác, nó giúp nhau bằng cách là nó đồng bộ, rồi nó giúp nhau bằng cách là nó làm trở thành thói quen, nghe kịp chưa? Rồi bây giờ nó giúp nhau bằng cách là nó có mặt trước, tức có nghĩa là nhân có mặt trước rồi quả nó có mặt sau, nghe kịp không? Tức là vì tôi muốn có cái vườn hoa cho nên bữa nay tôi dọn đất, tôi mới rủ người về, rủ bạn bè hoặc mà rồi hoặc là thuê mấy thằng mẹ về dọn đất phía sau nhà này. Nó dọn xong rồi nó mới trồng hoa, để thời gian sau thì tôi mới có hoa trong vườn của tôi, hiểu chưa? Thì dụng cụ đồ nghề mấy thằng mẹ và những giọt mồ hôi của tôi chiều nay chính là cái tiền sanh duyên cho cái luống hoa sau này, nghe kịp không? Thì trong đời sống này mỗi ngày chúng ta phải tâm niệm, 24 duyên này đều là pháp tu hết, mỗi ngày mình phải tâm niệm rằng đời sống của tôi hiện giờ là tiền sanh duyên tốt hay là xấu cho ngày mai, hiểu không? Tại vì không có một cái, không có một người nào trên đời này sống mà không cần đến sự hỗ trợ của di sản quá khứ hết. Tôi nói có hiểu không? Có hiểu chứ di sản không? Tôi ghê quá, tôi thấy mặt ghê, có hiểu không? Tôi nhắc lại, không có cái thứ gì trên đời này tồn tại mà không cần đến cái di sản quá khứ. Có đúng hay sai? Nhưng chiều nay tôi bị diarrhea, cái đó có phải là tôi đang kế thừa cái di sản của sáng nay tôi ăn chè cô Nga nấu không? Có hiểu không? Tôi mới đi nặng nè, nó ra hết luôn. Có phải không? Chưa đâu. Rồi mới có vụ này nữa nè, tối nay nó về nó làm tập 2 là di sản của tâm ni. Hiểu do tôi kế thừa cái di sản của tâm ni nó, tối nay tôi về tôi đang đi tập 2. Tập 1 là cái chén chè của nàng Nga Phi. Hiểu không? Hiểu chưa? Rồi.
thì không có một thứ gì trên đời này mà lại có thể tồn tại mà chối từ di sản của quá khứ một cách nói cực kỳ là màu mè, nhưng thật ra không thể khác đi, hiểu không? Hiểu. Không có gì trên đời này có thể tồn tại mà không cần đến cái sự kế thừa cái gì đó từ quá khứ. Như vậy thì mỗi ngày chúng ta phải tự xét xem kiểu sống của tôi, kiểu suy tư của tôi, kiểu hành động của tôi, kiểu học đạo, kiểu hành đạo của tôi đang là tiền sanh duyên cho cái gì ngày mai. Hiểu không? Bữa nay mà tôi ăn đường maximum thì không, chút nữa thì mau quá, bà nó ác thiệt. Nhưng mà tháng sau, năm sau thì maybe tôi sẽ bị tiểu đường. Như vậy thì cái kiểu mà ăn ngọt của tôi bây giờ nó đang là cái tiền sanh duyên cho cái đại địch. Hiểu chưa? Cái là mỗi ngày mình nhìn coi cái mình đang đầu tư cái tiền sanh duyên gì cho ngày mai, hiểu không ta? Quý vị nếu mà không hiểu cái này thì đó là một cái đại họa, bởi vì có một người giảng cực rõ mà vẫn bơ ra đó thì phải nói là vô cùng đáng tiếc. Tại sao tôi giận vợ với nhau tôi không về, nó chậm. Họ chỉ có cái tội chậm thôi. Họ thiết tha lắm nhưng mà cũng như một đám. Cái trước là ăn bơ nhiều quá, nhưng nhìn cái mặt ai cũng bơ rồi. Bơ rồi đơ. Cho nên đó là tôi hy vọng đây không phải là vợ sinh nha hai. Mấy chị đi giỏi lắm rồi. Nhớ không? Có nghĩa là đừng có nói mà ố, mình tu rồi mình phải niệm Phật, niệm danh Bồ Tát, ngũ bách đồng danh, tại sao mà sư về đây dạy 24 duyên làm gì bây giờ, hiểu chưa? Cứ mỗi ngày xem coi tôi đang chuẩn bị gì cho ngày mai, và ngày mai sẽ kế thừa di sản gì từ hôm nay. Di sản ấy là do hôm nay tôi chuẩn bị đó. Bữa nay ăn đường cho giữ vô đi con, mai đo gãy kim. Ăn mặn cho giữ vô, mai là cao máu. Ăn đồ béo, đồ dầu cho giữ vô, mai là cholesterol. Như vậy thì cái di sản của ngày mai chính là những gì hôm nay chúng ta đang chuẩn bị. Và di sản ấy có một cái tên gọi rất là Phật học, đó là tiền sanh duyên. Hiểu không? Hiểu. Rồi, tiếp theo là hậu sanh duyên. Có trường hợp A giúp B bằng cách là có mặt trước, ta gọi là tiền sanh duyên. Và cũng có người hiểu là nhờ có tiền nó mới có duyên. Thì cái hiểu là nói chơi chứ không có xài được chỗ này. Ác được như vậy mà hiểu được cái tiền sanh duyên. Còn gọi phone khoe. Mà chị nó có thiệt gì biết không? Có cái ông già nó nhiều nước, ông dắt cô trẻ mang vô khách sạn. Cái cô nhân viên của Tà Lâm nói sao? Hai bố con bác ở chung phòng hả? Nó nhỏ xíu mà bố con gì nó vợ tôi đó. Nó nhỏ xíu mà con cái gì nó là vợ tôi á. Cái hiểu không? Có nghĩa là tiền sách gì? Tức là ổng thì nhỏ mới có 78 mà, còn cổ thì mới có 28, nhưng mà vô cái tiền nó tạo ra cái duyên. Tiền tạo duyên. Đó, kể hôm qua nay bắt đầu mới hiểu. Ở trong tiếng Pháp nó kêu là dâm bông nguội, tức là thịt nguội. Ok, như vậy thì hậu sanh duyên là gì? Hậu sanh duyên có nghĩa là A giúp cho B bằng cách là có mặt sau. Là sao? Vì chiều nay có đám cưới nên sáng nay mọi người phải chuẩn bị bông hoa và xe cộ. Cái lý do của bông hoa xe cộ buổi chiều mới có. Cái lý do mà của cái bông hoa xe cộ là buổi chiều nay mới có. Nhưng mà sáng nay bông hoa xe cộ nó phải có trước phải không? Hả? Có hiểu không? Mà đôi khi cái lý do mà để có cái này là chiều nay nó mới đến. Nghe kịp không? Vì chiều nay má tôi về nhà này nên bây giờ là tôi phải làm cái phòng cho bà. Mà khi má tôi là cái lý do để tôi dọn phòng. Mà cái lý do ấy chiều nay nè mới xuất hiện. Nghe kịp không? Cái đó là hậu sanh duyên. Thấy chưa? Như vậy thì mình hiểu như vậy rồi mình có thể đem cái đó vào đời sống của mình được không? Được phải không? Được là được cái gì? Mình xem cái kiểu sống của mình như thế này nè, ngày mai mình sẽ ra sao. Nghe kịp không? Bởi vì á, cảm ơn cô. Cái này là phai cho tôi. Dạ. Nhiệt quá.
Mà cô dưới dưới cô là làm trà, cô nghe tôi nói chuyện không? Không, tôi hỏi tại tôi nói xấu cô. Thì là mỗi ngày mình xem kiểu sống này của mình nè, nó có liên quan gì đến ngày mai hay không, nghe kịp không? Vì bởi vì là hậu sậu sinh viên là lý do đến sau và thành quả có trước, đúng không? Nói như vậy có nghĩa là thí dụ như sáng nay mình chinh hoa, sáng nay mình chuẩn bị xe cộ để rước dâu, thì khi mình làm đó mình có hiểu rõ là chiều nay mình sẽ rước dâu không? Chứ không ai hành động không biết lý do, đúng không? Thì như vậy á, là những cái gì mình làm ngày hôm nay mình có cần biết lý do không? Vậy một người trưởng thành không thể nào hành động mà không hiểu lý do hết, đúng không? Thì như vậy những gì mà ta đang làm bữa nay nè, nói làm mà suy nghĩ hôm nay, ta phải hiểu lý do chứ. Mà lý do, nếu mà mình biết lý do đó là xấu thì chúng ta có nên tiếp tục làm chuyện này không? Bây giờ hiểu chưa? Hả? Như vậy thì mình học 24 duyên có phải là mình bổ sung vô kiến thức tu tập không? Thì cô nghe kìa cô. Bây giờ tại sao mà tôi chuẩn bị bông hoa và xe cổ? Tại sao? Tôi phải hiểu chứ. Tại vì chiều nay đám cưới, chiều nay rước dâu. Thì như vậy là sống như vậy. Bây giờ là tôi đang chơi bia, tôi đang đi câu cá nè, thì tôi đang uống rượu nè, tôi đang đánh bài. Thì nếu mà tôi là người có huệ căn, tôi, ủa, mình đang làm gì nữa ta? Hiểu không? Bởi vì cái chuyện mà tôi đang làm, những cái mà tôi vừa kể, nó giống như tôi đang chuẩn bị bông hoa để chiều nay rước dâu vậy. Khi mà tôi đang chưng hoa, tôi đang thuê xe, thì tôi biết chiều nay tôi sẽ rước dâu. Thì như vậy thì những gì tôi đang làm bây giờ, tôi phải biết rằng cái này nó dẫn về đâu chứ. Thì chắc chắn cái này nó sẽ dẫn đến một cái gì đó, đúng không? Thì như vậy thì tôi đang chưng hoa với một cái nhận thức rất rõ rằng chiều nay tôi rước dâu. Thì như vậy cái kiểu sống hiện tại của tôi bây giờ, tôi đang giảng bài, thì tôi biết rằng là rồi đây cái gì giảng bài nó dẫn đến cái gì, dẫn đến chuyện là người ta sẽ hiểu, rồi người ta sẽ tu tốt hơn, có hiểu không? Và Phật giáo sẽ nhờ cậy rất nhiều từ những người cư sĩ có Phật pháp, có đúng không? Và cái chuyện đó là chuyện sau hay là trước chuyện tôi giảng, phải không? Và những cái chuyện đó nó có phải là lý do để cho tôi bây giờ tôi đang giảng không, hiểu không? Đó là hậu sinh viên. Như vậy thì có thấy có phải là mình học viên thì không phải học để chơi, phải không? Mà mình học để mình nhìn lại đời sống của mình và mình đánh giá toàn thế giới này. Mình cứ bước ra đường mình nói, ồ, nhân viên, cảnh viên, trưởng viên nó đang hoạt động đường ranh, đường ranh đâu chợ Hồng Kông, trên đường Bao Le. Rồi bắn bánh mình. Mà tại sao phải để cái đó mới thấy rằng thế giới này là không có gì hết. We are nothing but relationship. Thế giới này chẳng là cái gì hết, nó chỉ là một đống nhân viên, các điều kiện, một chiếc lá bên đường hoàn toàn là một, hoàn toàn có thể là điểm khởi đầu cho một sự cố, sự kiện, có không? Chiếc lá đó nếu tấp vào mặt một thằng đang chạy mô tô tốc độ cao, hiểu không? Hoặc là mình ngồi mình uống nước mà có một cái lá me mà nó rớt vô cái ly nước chanh, mình nhớ cả một cái thời sinh viên trên con đường Duy Tân, cái dài bốn mát, đường buồn anh đi bao giờ, chỗ tới nó đâu có vời, nó đâu sao rồi, có nhớ cái đó không? Dạ. Có một chút lá me rớt trong ly nước chanh thôi, nó dắt mình về cả một cái thời hoa mộng, có đúng không? Như vậy thì cái lá me lúc đó nó còn nhỏ nữa, đúng không? Có biết bao nhiêu ông HO hôm nay tình cờ thấy cái chữ 719, ông nhớ lại năm 72, có đúng không? Cái 719 không? Chiến dịch Lam Sơn 719. Có biết cái đó không? Thế chắc mình không lâu biết đó, bao nhiêu toàn là mấy bà không? Chứ chỉ thế cái số 719 là nhớ Hạ Lào, Lâm Sơn 719. Chỉ một con số nhỏ là đối với nhiều HO nó lớn chuyện kinh khủng lắm. Gọi là đường số 9. Đường số 9. Đường từ miền Quảng Trị mà về Đông Hà đó, qua Lào. Chỉ thấy con số 9. Có nhiều người họ coi số đó bình thường, nhưng mà như đối chân đánh bài cào cái số 9 là họ nghĩ đến cái chuyện là rủ người chơi bài cào, hiểu không? Tức là chỉ một cảnh nhỏ xíu thôi, nó có thể là điểm bắt đầu cho một sự cố, sự kiện rất lớn trong đời sống và trong tâm tư tình cảm của chúng ta, nghe kịp không? Cho nên trong đạo Phật Đức Phật là giải rằng không có cái gì là lớn tuyệt đối và cũng không có gì là nhỏ tuyệt đối.
cái mà mình coi là nó ghê gớm, có thể nó chẳng là gì trong mắt một số người, có đúng không? Nhưng chẳng hạn nguyên cái tượng đài chiến sĩ Điện Mỹ, có biết bao nhiêu bà nội trợ Việt Nam, có nhiêu, bao nhiêu thanh niên Việt Nam đi ngang mặt bơ bơ rồi nè. Nhưng trong khi đó có những người lính HO còn một chân, mà tình cờ gặp bên vỉa hè của Cali hoặc châu Âu, một tấm thẻ bài mà có tên Việt Nam đứng chạy đến mặt. Bởi ông già tôi là lính, ông già tôi chết trận mà. Tôi đi về châu Âu tình cờ ở một cái chợ trời của Ý, tôi gặp một tấm thẻ bài, một cái tên xa lạ, tự nhiên nhớ ông già tôi. Và có lẽ là trong mấy chữ tăng cho đến bây giờ là tôi là ông sư duy nhất mà giữ một lượng thẻ bài lớn như vậy. Tại vì tôi lại dùng để cạo gió. Mà cái thẻ bài tôi đặc biệt cái này, là ai mà có biết thẻ bài thị sĩ thì mai chiều tôi chắc biết nào mới gặp, tại tôi không có mang tới đây. Thẻ bài thị sĩ nó khác của Mỹ. Của thẻ bài thị sĩ nó cũng hình oval, của Mỹ thì hình chữ nhật phải không? Còn cái thị sĩ hình oval, và nó có chỗ để mình bẻ đôi, ở hai đầu nó hai cái lỗ. Bình thường thì tôi là đeo nguyên cái đó, nhưng mà khi tôi bị thương rồi đó thì người ta bẻ cóc một nửa thì nó tiếp tục trên người của tôi, một nửa thì chuyển đi để trên đó có số quân, một đống số quân ba không gì đó, nhóm máu tùm lum. Như vậy thì tới cái duyên gì cô? Trời, trùng dụng duyên. Trùng dụng là sao? Trùng dụng là lặp đi lặp lại cái đối tượng nhận thức. Trùng dụng duyên là lặp đi lặp lại cái đối tượng nhận thức để cái nhận thức của ta trở nên sâu đậm hơn. Ví dụ như mình bỗng nhiên mình nghe cái mùi gì đó lạ lạ, cái mình đưa tay lên, cái gì ta, hai lần trở lên gọi là trùng dụng duyên, nghe kịp không? Bởi mình nhìn cái gì đó mình nhìn rõ, cái mình trùng dụng duyên, nghe kịp không? Gọi là mình nghe cái gì đó, ta nghiêng tai nghe lại cuộc đời, nghe hiểu không? Thì đó là trùng dụng duyên, có nghĩa là lặp lại từ hai lần trở lên một động tác để tô đậm khả năng nhận biết, thì trường hợp đó được gọi là trùng dụng duyên. Đây là những thuật ngữ mà bà con học đạo hành đạo phải nhớ. Vì sao vậy? Vì ngay trong đời sống tu học và hành trì của mình phải nhớ chỗ này. Có nhiều thứ chúng ta phải rất cần đến sự trùng dụng, và có nhiều chuyện chúng ta phải tự nhủ lòng mình, cái này không nên trùng dụng nha. Bây giờ hiểu chưa? Không hiểu. Có nghĩa là trường hợp thứ nhất là đối với những cái bất thiện đó, mình phải tự nhủ lòng mình, cái này không có nên trùng dụng nha, một này một lần là đủ rồi nha. Nhưng đối với cái gì hay ho cần thiết lợi ích thì chúng ta phải tự nhủ lòng mình, cái này phải lặp đi lặp lại nhiều lần nha, hiểu không? Thì đó gọi là trùng dụng. Như một cái mùi đó mình ngửi hai ba lần nữa thì mình mới xác định được, hiểu không? Đó là mùi nước tương hay mùi xì dầu này, hiểu chưa? Và tại sao mình phải học 24 duyên là bởi vì mình phải học để mình mới biết, thì ra đời sống và cuộc tu của mình là được tác động bởi những thứ này. Rồi nghiệp duyên. Nghiệp duyên là gì? Là chủ ý. Cái này quan trọng nè. Toàn bộ thế giới này được vận hành trên một chữ một, đó là chủ ý. Vì sao vậy? Vì tôi đã nói rồi, toàn bộ thế giới này nó vận hành trên cái luật nhân và quả. Nhân có hai, do đó quả có hai. Nhân ác và nhân thiện, do đó quả có hai là quả khổ và quả vui. Và cái gì mà làm nền tảng cho nhân ác và nhân thiện? Chính là chủ ý, tiếng Phạn gọi là Chetana. Hiểu chưa? Có nghĩa là trong một ngày như vậy mình nghĩ nhiều về cái gì? Mình invest mental investment nhiều về cái gì thì cái ấy được nhà Phật gọi là chủ ý, là Chetana. Ta sống nhiều với cái gì thì con người ta sẽ trở thành you are what you think of. Có biết câu này không? You are what you think of. Anh nghĩ nhiều về cái gì thì anh sẽ trở thành cái đó, và anh sẽ đi về cái nơi chốn cảnh giới nào mà nó tương ứng với cái anh suy nghĩ. Chết rồi khỏi cầu siêu. Cầu siêu là do mấy thầy chùa bài ra để kiếm tiền thôi. Chứ thật ra nó cái quan trọng là trong đời sống bình nhật của mình á, mình nghĩ nhiều về cái gì thì chết rồi mình bèn chung về đó. Tây Tạng có một câu rất là hay, con voi không có chung được lỗ chó. Có nghĩa là gì? Cái biết lỗ chó không? Một cái tâm hồn mà cao lớn cao rộng nó không có thể đi vào cảnh giới thấp kém.
hiểu chưa? Vì con voi nó không thể chui cái lỗ chó là gì đó, hiểu không? Cho nên cái nghiệp duyên là gì? Nghiệp duyên chính là cái lực đẩy của chủ ý, rất là quan trọng, vô cùng và vô cùng quan trọng. Không có cần thầy bà gì tụng kinh hết, mình mỗi ngày mình sống kiểu gì, mình thường suy nghĩ cái gì, mình nói năng hành động cái gì, thì khi tắt thở rồi là ta bèn đi theo cái đó. Tin tôi đi. Còn nếu không tin thì về gác chân ráng suy nghĩ coi có phải gì không. Hả? Hiểu không? Thì cái đó gọi là cái lực của gọi là nghiệp duyên. Và đằng này là đầu trộm nuôi cướp, lừa đảo lật lọng, rồi tới hồi chết thì gia đình nó hốt mới tiền tương đưa thì chùa tụng rồi siêu siêu cái gì. Bởi vì nếu mà cái chuyện đó được thì mấy người cướp nhà băng là coi như là trên hết, không? Còn mấy người lương thiện bán vé số là coi như là xuống gì kia hết, đúng không? Tại vì đâu có tiền cùng siêu. Nếu mà hiểu như vậy là mấy người cướp nhà băng là khỏe, mấy người buôn ma túy rồi là lìa đảnh hết. Mới có một cái lần đó, chú trời đó, qua cái chỉ quỷ sa tăng, ông nói bây giờ đó là nó phiền quá rồi, ta đã nhịn lâu lắm rồi, cái đá quỷ sa tăng nó đá banh mà nó qua bên thiên đường nó đá luôn, bây giờ phải làm rào. Thì sa tăng với tôi với ta là mỗi người chịu một nửa tiền làm rào. Sa tăng nói thích thì làm, thích thôi, tôi không có tiền, không có quẩn bệnh. Thì chú trời nói ok, vậy thì kéo nhau ra tòa. Cái sa tăng cười cho anh ấy, luật sư là vợ xuống địa ngục hết rồi, nó đứng bên phía tôi với bên ông là có luật sư mà kiện. Khi mà tôi là khi ông cãi chú trời lâu năm nó nắm bằng hắn rồi, bao nhiêu luật sư nó qua hết rồi, mình sa tăng rồi, chứ có đứa nào mình luật sư mà về thiên đường nữa đâu. Cho nên sa tăng kênh liền rồi ngán chú trời. Khiếp vậy đó. Tôi nói cái gì à, tôi nói cái gì mà qua cái gì nó qua nè, chủ ý nó quan trọng lắm. Cho nên mình bình thường mình sống như thế nào thì mình chết mình sẽ đi về cái cảnh giới đó, hiểu không? À, cho nên đừng cái chú mà thầy bà tụng cứ đào, đúng rồi, tôi nhớ vừa tôi mới kể chuyện lịch sư đó. À, tức là mình ngồi mà trông đợi thầy chùa tôi có tụng chỉ báo chín ngọc còn chưa biết đi đâu nữa. Mà cái này còn kinh hoàng nữa, cái này là ta là có tin vui giữa giờ tuyệt vọng, cái này là có tin buồn giữa lúc đang hy vọng nè. Coi chừng là ở chùa riết, làm thầy tu riết, có một lúc chính mình nghi ngờ cái điều mình rao giảng. Thì khi mình cứ đè người ta ra mình giảng riết, thì chính mình nó là lờn thuốc với chính mình. Cái đó là điều Phật tử nằm viêm bao của mấy chị, đó là chuyện cơ mật. Như là hôm qua tôi nói bộ đội mà nó chửi ông tướng là dốt, thì cái chửi cấp trên thì có 3 tháng tù, nhưng mà chửi ông tướng dốt là tiết lộ bí mật quốc phòng, cái tội là 30 năm tù. Thì phải nói là cái chuyện cơ mật ở trong nội bộ thầy chùa đó là thường tu lâu sẽ bớt tin. Cái nó có lực lạ lắm, khi mình nói nhiều về cái gì đó thì không khéo chính mình nghi ngờ. Nó giống như khi mà mình đứng ra mình nấu phở, ít dần ăn phở, mình thường ăn hủ tiếu cứ hoài kế bên, hiểu không? Thì mình phải nghi, mà khi mình nghe cái mùi á, nghe đi cái nó ngán, mà bán bánh canh mà ăn bánh xèo ăn bánh cuốn. Bởi vì anh ta thay thường thương bà hàng xóm ở chỗ đó đó, thì nó đổi món. Theo chùa thì tự nhiên nó thích Chúa, mà nó theo Chúa thì nó thích chùa, mặc dù cái hai đều thích, ai thích ăn canh chua. Bây giờ hiểu chưa? Rất là nguy hiểm chính bản. Có hiểu nó nói tiếng Việt nghe kịp không? Chính mình á là siêu độ cho mình, không có thầy bà gì siêu độ cho mình hết. Và cái sợ nhất là gì? Là si đa tâm lý. Si đa sinh lý là mất đi cái khả năng miễn nhiễm đối kháng, còn si đa tâm lý là mình tê liệt cái khả năng là immune system, hiểu không? Có biết si đa không? Bệnh S. Và tôi thuyết pháp tôi vẫn thường nói là cái bệnh thể xác không đáng sợ bằng bệnh tinh thần. Bởi vì bệnh tiểu đường mà physical không sợ bằng cái bệnh mental diabetes. Và tiểu đường tinh thần là gì? Là khoái ngọt, khoái nghe khen, cái hiểu. Bởi vì có hai cách để mà mình tìm đến với chân lý. Một, mình hiểu vấn đề như nó là. Thứ hai, mình hiểu vấn đề như mình muốn. Có cái này không ta? Hả? Có hả?
Một là mình hiểu vấn đề như nó là as it is. Hai là mình hiểu vấn đề như mình muốn. Cứ đi chùa nghe giảng, ông thầy nói ra cái câu đó là có nhiều cách hiểu, có người cố gắng hiểu đúng với cái lời Phật, còn có người họ cố ý họ hiểu cái đó theo ý của họ. Trường hợp này có rất là nhiều. Ví dụ như mình thấy là cái chuyện mà tôi nói thằng bé mà nó khui cái lon đó, thì trong đó nó có hàng chữ là open here đó. Thì cái open here đó mỗi người hiểu một cách. Cái cách một đó là mua ở đâu khui hết ở đó, open here mà. Chữ here đó đây nó có hai nghĩa. Một là cái store nào mà mình mua, mà cái here đó nó còn có cái nghĩa là ngay cái chỗ này nè, chỗ cái nắp đó thôi. Nhưng mà vì đứa bé nó muốn hiểu như vậy, hoặc là do kiến thức của nó chỉ cho phép nó hiểu tới đó thôi. Nghe kịp không? Thì khi nếu mình là người lớn á, thì dầu mình không có giỏi tiếng Mỹ lắm, mình không biết chữ here này nghĩa là gì, nhưng ít ra mình cũng phải suy nghĩ làm sao mà mua ở đâu mà khui hết ở đó là những vũ lý. Có nghĩa không? Nhưng mà đứa bé thì sao? Đứa bé nó không có cần nghĩ nhiều như vậy, nó cứ bóp 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 bóp. Bây giờ hiểu chưa? Cho nên là có hai cách mà chúng ta tiếp cận chân lý. Một là mình hiểu vấn đề như nó là, và cách thứ hai là mình hiểu như mình muốn. Cho tiếp như nó cho hết. Rồi, xưa nay mình cứ nói là làm lành lánh dữ, tu là phải làm lành lánh dữ, đúng không? Ráng làm lành dữ. Mà mình quên một chuyện rất là quan trọng. Người mà sống nhiều với ác nghiệp, với cái điều mà ác đức, thì dĩ nhiên là không nên, đúng không? Người sống với quá nhiều nhân ác là không nên. Nhưng mà cái người sống với quá nhiều cái quả ác thì cũng chắc chắn là gặp rất nhiều cái bất lợi, bất tiện, đúng không? Và người sống với cái quả lành thì chắc chắn là nó dễ thở hơn. Có đúng vậy không ta? Rồi, như vậy thì bây giờ quý vị hỏi tôi, ổn vậy thì mình học cái này mình, nó có giúp gì cho đời sống của mình? Giúp chứ. Bây giờ, hồi nãy tôi có nói rồi, người có trí tuệ, người có huệ căn, người có lòng tu, khi gặp cảnh ngọt hay là đắng, họ đều lấy đó làm cái cơ hội để họ tu tiếp, đúng chưa? Còn cái người mà thiếu huệ căn, thiếu duyên tu thì gặp ngọt thì họ chìm trong ngọt, mà gặp đắng thì họ dùng dãy ở trong cái đắng. Nghe kịp không? Nghe hiểu không? Cho nên tại sao mình phải học cái gì tục duyên, là để luôn luôn tự nhủ lòng mình rằng ác thiện là cái cần lưu tâm, bởi nó là nhân, nhưng mà cái quả cũng rất đáng lưu tâm. Là vì sao? Là vì nếu ta không lưu tâm thì ta sẽ làm gì với cái đời sống trước mắt? Tại những gì hình hài mà ta đang có là quả mà, cái nhà ta đang ở là quả quá khứ mà, sức khỏe nè, tình trạng tâm lý nè, tình trạng tài chính mình nè, quan hệ xã hội, tất cả cả đó đều là quả quá khứ, đúng không? Phải không? Thì ta phải làm gì với những thứ đó đây để kiếp sau ta có được cái nhân tốt? Bây giờ hiểu chưa? Mình phải biết trồng cái cây nào để mà khu vườn mình nó là được lợi ích, nhưng mà mình cũng phải biết giải quyết cái, mình phải biết làm gì với cái thứ nó đang, nó đã mọc lên rồi, sắp trồng thì mình phải xài cái đầu. Nhưng mà những thứ mà nó đã phát triển trong sân mình, mình có cần dùng cái đầu để giải quyết nó không? Hả? Chứ đâu phải mình nói không, tôi thì tôi chỉ quan tâm khi tôi trồng thôi. Trồng quan trọng lắm à, trồng quan trọng lắm. Còn cái nào nó lỡ mọc là cái cha đó, có được không? Mình sống mình phải giải quyết cả hai vấn đề chứ. Bây giờ tôi muốn trồng cái gì thì tôi phải rất cẩn thận, đúng không? Nhưng bây giờ những thứ mà nó mọc tùm lum trong khu vườn của tôi có cần dùng cái này để tôi giải quyết không? Bây giờ hiểu chưa? Có nghĩa là bây giờ quý vị mới thấy tại sao phải học 24 duyên. Cái nào nó cũng cần cho cái đời sống mình hết. Nếu mà không có giải thích, quý vị thấy cái gì thuộc duyên mình tu chỗ nào trời? Thật ra nó rất là cần. Mình cứ suy nghĩ thế này, tôi muốn trồng cái gì, tức là nghiệp duyên á, tôi muốn trồng cái gì thì tôi phải rất là cần đến trí óc. Nhưng mà đối với những thứ mà nó đã có rồi, tôi cũng vẫn phải cần đến trí óc. Trồng bậy cũng sanh quả, mà không biết giải quyết với cái mà nó đã mọc lên rồi cũng hình như cũng quả luôn đó, hình như vậy đó, có đúng không? Quả luôn đó, nó quả luôn đó nha. Cho nên Bồ Tát và cái người có trí là sao? Là đối với họ nhân quả đều quan trọng hết.
khi mà gieo nhân thiện nhân ác thì rất là cẩn thận, đúng. Nhưng mà khi đối diện với quả ác quả thiện thì Bồ Tát cũng rất là cẩn thận. Đứng trước cái nghèo, tất tự nhủ, hèn nghèo, nghe hèn, nghèo là nghèo nhưng không có hèn nha. Thắt nhưng mà không có bại nha. Nhịn nhưng mà không có thấy nhục nha. Thấy hiểu không? Tất luôn nhủ lòng mình như vậy. Còn phàm phu mình là hễ mà bần cùng cái nó sanh đạo tặc. Trước quyền lực thì khuất phục, mà trước cái người thua kém thì lấn lướt. Nghĩa là mình tào lao từ cái ngọn tào lao lên gốc, xuống gốc, từ trên ngọn xuống gốc. Hiểu không? Bồ Tát thì không. Lúc gieo nhân rất cẩn thận, mà lúc gặt quả cũng vô cùng cẩn thận. Lúc mà lựa hạt giống để trồng, Bồ Tát lựa kỹ lắm. Nhưng mà khi mà đứng trước một miếng đất mà nó mọc tùm lum á, thì Bồ Tát tính kỹ lắm. Cái thằng này cưa ra lấy dáng nè, thằng này là mắt mèo đeo găng vô, thằng này chỉ có đốt thôi, thằng này phải đốt. Còn mấy cái cỏ này thì nó hiền nè, nhổ lên rồi cho vô đất để đào hố liền cho nó mục, hiểu không? Là trên những thứ mà rồi cái này ăn được là nhắm lông á, ok, cái này là coi như cái đọt non là ăn giúp cho tim, được không? Từ nguyên đám cỏ dại rồi trong đó có cái nào xài được Bồ Tát chừa. Trong cái số những thứ mà đã mọc rồi là Bồ Tát có cách giải quyết hết. Bồ Tát là một người làm vườn rất giỏi, hiểu không? Trồng có lựa, mà khi giải quyết cái đã mọc rồi, Ngài cũng rất là thông minh. Còn mình thì sao? Trồng, một là làm biến trồng cái tốt, hai là lúc xiên thứ gì thích thì trồng. Còn tới thời gặt này, thấy cái gì ngon thì ăn, bất biết cái đó có hại hay không. Còn mấy cái cần dẹp thì không dẹp, làm biến để đại đó, để rắn rít tùm lum ở trong đó, hiểu không? Là mình thấy mình cái kiểu làm vườn của mình là cái kiểu vừa thằng vừa ngu mà vừa làm biến, vừa trẻ con vừa nông nổi vừa ẩu trĩ. Trong khi Bồ Tát là siêng năng và thông minh, cho nên khi trồng rất cẩn thận, mà khi giải quyết cái đã dĩ lỡ thì giải quyết rất là thông minh. Đó là vị thục duyên. Cực duyên à? Trời, cái này quan trọng cực kỳ. Cơ thể của ta từ lúc trong bụng mẹ cho đến lúc tắt thở không thể nào thiếu các cái nutrition, đúng không? Không có ai mà không có đưa cái chất bổ vào trong người mà có thể sống được. Đưa bằng cách nào thì tùy, uống sữa hoặc là chích thuốc, vô nước biển hay là ngậm kẹo, có ngậm kẹo nghe kẹo bổ, ví dụ như, hoặc là nói chung nhiều cách lắm, nhưng mà phải có cái nutrition đưa vào cơ thể của mình, đúng không? Đó là về thể xác. Ngay cả mình chạy bộ, mình hít thở đó cũng là một cách đưa nutrition vào người, đúng không ta? Như là mình uống cái gì đó, uống cái calcium, uống cái vitamin D mà D3 đó, hoặc omega 3 đó, là mình uống mà mình phải tập thể dục cái phơi nắng, đúng không? Có biết đâu mình không thể nào mình muốn chắc xương mà mình không phơi nắng được, ở đây có ai biết gì đâu. Uống thuốc không có được nha, phải có phơi nắng. Dạ, yeah. Mình đâu có ai biết là cái nắng nó làm cho xương mình ok. Đấy. Cho nên là cái tấm thân sinh lý này nó rất cần đến sự chăm sóc. Nhưng mà cái tâm lý của mình nó rất cần đến sự chăm sóc. Cơ thể này ăn ít thì nó bị gầy yếu, ăn dư thì nó sẽ sanh bệnh, ăn bậy thì nó mau chết, đúng không? Rồi cái đời sống tâm lý y chang như vậy. Cái đầu thường nghĩ về cái gì, thường sách hoạch toan tính cái gì, chính cái đó là thực phẩm. Và đa phần chúng ta ở đây coi thường đời sống tâm linh kinh khủng lắm. Cái coi nặng vật chất, tôi nói là ai cũng giận hết, nói sư cô nói sư coi thường tôi, nhưng thật sự là như vậy. Mình ăn rất cẩn thận, nhưng mà cái đề tài suy tư sách báo mình đọc đó, thì mình rất là tùy tiện, đúng không? Tự nhiên cái nghe thầy bà hay hay cái nhào tới nghe rồi thầy ghi chép rồi hay quá thầy đó chẳng hay. Nhưng mà tại sao mình không nghĩ kỹ, cái nhiều cha nói hay nhưng mình về mình không biết mình tu cái gì trong cái lời dạy đó. Cái này trường hợp này có rất là nhiều, biết không? Có rất là nhiều, đây tôi không nói ai nha, mà tôi bản thân tôi xin lỗi, tôi phải khiêng tôi ra ngoài, tôi không có để tôi trong số đó. Thì hãy cẩn thận là thầy bà, thầy tư, thầy tám, thầy nước lạnh, nước sôi gì mình cũng đi theo hết. Nhưng cái quan trọng nhất là mình đã nghe được gì từ ổng, và cái đó nó giúp được gì cho mình. Mình không thể nào dễ dãi cái miệng của mình đó, mình không thể ăn dễ dãi, thì cái lỗ tai của mình, cái đầu của mình cũng không thể dễ dãi được. Bởi vì sao? Vì
cái người sau cùng mà chịu chấp tất cả hậu quả không phải là người ta mà là mình. Để kịp không? Tôi suối có bị ăn cái này uống cái này thì cuối cùng bị cái gì là quý vị bị cho là tôi. Nhớ cái này quan trọng lắm. Cho nên vật thượng duyên là gì? Vật thượng duyên chính là những gì mà được ta đưa vào thân và tâm này mỗi ngày. Nhớ cái tâm, phải là tâm nhớ nha, tâm. Thân và tâm này mỗi ngày. Chứ thường là cứ lo giữ eo, rồi giữ da, sợ mặt khăm, mặt nám, rồi xài kem, rồi tụi la, mà cái trong đầu dồi không à. Hiểu không? Không, tôi nói cô, tôi nhìn tôi nói thôi, thì hiểu không? Thường là mình coi nặng về cái xác chứ cái hồn là mình coi thường, nhưng mà tôi nói rõ luôn. Nghèo sơ xác mà tinh thần ổn định. Tôi không lo. Mà tôi lo nó giàu nứt đố đổ vách mà đời sống tinh thần của nó là coi như nghèo nàn sơ xác, rầu vô cùng. Nếu đó là người thân của tôi, một bà chị của tôi ở tại Houston ví dụ nha, bà này này giàu có chùm mà có như tình cảm rồi đức tin rồi tu hành rồi tri kiến nó ra cái gì hết, rất giàu. Trong khi bà chị thứ hai của tôi thì phải nói bà là thợ neo mà cứ bị đuổi hoài, tại vô đâu vừa làm neo mà vừa coi sách thì vậy. Nhưng mà phải nhìn nhận bà là một hành giả rất tốt, giáo lý rất cứng mà hành thiền rất giỏi. Thì nếu mà này kẹt quá tôi có thể đi bán, tôi nuôi bà tôi vẫn vui. Tôi đem bà về Miến Điện Thái Lan bắt bà cào đầu. Tôi nói thật, tôi nuôi bà với tất cả niềm vui và tôi yên tâm lắm. Lâu lâu tôi hỏi alo chị có khỏe không, nếu mà chị có cần thuốc tôi đi dạy học lấy tiền gửi cho chị uống thuốc cũng được, ví dụ như vậy. Nhưng bà này thì không, bà giàu mà cái này cái bà nó nghèo quá. Tôi giúp bà bằng cách nào đây? Tôi giúp bằng cách nào đó, tôi đốt kinh lấy cho đè ra cán giọng thồn nhát bà, hiểu không? Cho nên đời sống tinh thần mà nó đã nghèo rồi là vô phương cứu chữa, nghe kịp không? Chứ còn mà đời sống tinh thần mà ok đó thì mình có nhiều cách mình cứu lắm, nhiều lắm, hoặc xin welfare chính phủ giúp được. Nhưng mà về tinh thần cũng có welfare nào cứu được hết á, nó phút tem, hiểu không? Hiểu không? Cho nên cái bậc thực duyên nó quan trọng lắm, rất là quan trọng. Mỗi ngày thức dậy tự soi gương, tự hỏi lòng mình, hôm nay thân và tâm này sẽ được ăn cái gì đây, hiểu không? Mỗi ngày tự hỏi mình, hôm nay thân tâm này sẽ được ăn món gì đây. Thân thì có như bún mờ quế, nhưng mà tâm là một bài kinh Trung Bộ số 16-18, là 2 tiếng ngồi thiền, là 1 tiếng kinh hành, hiểu không? Là phần thân là nuôi mà phần tâm là nuôi. Chứ thân có bún riêu mà tâm thì không có gì hết, thì như vậy kết quả là thân phì ra mà tâm thì tông teo, hiểu không? Mà các vị biết hiểu cái chữ tông teo không? Cái này là giúp cho thân nó nghèo á, thì rồi xong. Thân mà tông teo á thì mình thấy, còn cái tâm mà nó tông teo mình không thấy. Nhưng mà không thấy, nhưng mà cái tông teo đó mình có thật. Mà cái tông teo đó mình sẽ thấy rõ lúc nào? Lúc mình bị nạn, lúc bị trọng bệnh, lúc cận tử, lúc gặp chuyện buồn, mình mới thấy cái tâm tông teo là cái tâm thế nào. Lúc đó là kêu phong tôi cứu hết nổi rồi. Cái tâm mà tâm thiếu máu, tâm thiếu canxi, cái tâm thiếu vitamin A, B, C, thiếu B1, hiểu không? Cho nên ngày ngày cứ nhớ rằng hôm nay thân tâm này nó sẽ được ăn cái gì. Ok, học tiếp luôn. Quyền duyên. Vạn vật trong trời đất không có ai phân chia hết, không có ai phân chia cái này hơn cái này, không có. Cái nào cũng quan trọng như nhau. Một hạt cát nó cũng có lý do để nó tồn tại trên đời, mà một ngọn núi nó cũng có lý do để tồn tại trên đời. Trên xét cái phương diện đạo học và triết học thì cả ngọn núi và hạt cát nó đều giống nhau ở một điểm, đó là tuy nó khác biệt về hình dáng mà trọng lượng kích thước, nhưng nó đều giống nhau chỗ là nó đều có lý do để nó tồn tại, đúng không? Nếu tôi nói này có nghe nổi cái này không? Rồi. Tuy nhiên
tùy hoàn cảnh, tùy trường hợp, mà có khi A nó quan trọng hơn B. Okay, không? Yeah. Nói chung chung thì A, B bằng nhau, nhưng yeah. có nhiều trường hợp, thí dụ như bây giờ trong nhà mình, ba má trong lòng đứa con đều nhau quan trọng như nhau, đúng không? Yeah. Nhưng mà bây giờ là cần sắp lại cái máy ngói thì mình nhờ ba hay nhờ má? Tại sao có gì phân biệt giới tính? Có phải, có phải phân biệt không? Mà tại sao lại nhờ ba? Tại sao đài ba? Hiểu không? Bây giờ hiểu chưa? Ở đây không phải là mình không có thương ba, không phải là mình thương má nhiều hơn, không phải là mình phân biệt giới tính, nhưng mà về mặt technical là phải ba. Nghe hiểu không? Chứ còn chứ nói hai đấng sinh thành là cái gì nặng nặng leo leo cái nó bắt ba nó hả? Chắc nó đẩy nó nữ nó khoái má, không phải. Cho má leo lên nó còn đổ nợ hơn ổng leo nữa. Nha. Yeah. Cho nên quyền duyên là gì? Quyền duyên tức là cái sự hỗ trợ của các pháp. Không? Sự hỗ trợ của các pháp, của 22 pháp mà làm nên cái diện mạo của thế giới này. Mà 22 cái đó không cần nào quan trọng hết á, không có nào hơn cái nào, nhưng mà tùy chỗ. Yeah. Chạy không? Yeah. Có lúc sáu trần đóng vai trò quan trọng trong đời sống của chúng ta, đúng không? Có lúc cái cảm giác buồn vui khổ lạc được xem là quan trọng trong đời sống của chúng ta, có lúc tính tấn niệm định tuệ được xem là quan trọng trong đời sống của chúng ta, có lúc cái vấn đề phái tính là quan trọng trong đời sống của chúng ta. Tại sao quan trọng? Là bởi vì chính những cái này nó tạo ra cái sự phân biệt trên thế giới. Nó tạo ra thánh phàm, mạnh yếu, cao thấp, thiện ác, khổ vui. Có nghe kêu không? Thì chính 22 cái này được gọi chung là 22 pháp quyền. Thôi nói cho dễ hiểu. Thế giới này cần rất nhiều cái lực tác động. Tôi nói thiệt chậm. Thế giới này xuất hiện, tồn tại và hoạt động bằng rất nhiều cái lực tác động. Mà bất cứ trường hợp nào, những lực tác động ấy có nằm trong số 22 cái điều mà tôi vừa kể đó, thì trong trường hợp đó được gọi là có cái lực tác động của quyền duyên. Hiểu không? Trời ơi, nó không hiểu. Tức là thế giới luôn luôn cần đến rất nhiều cái sự tác động của các lực, đúng không? Chẳng hạn như là cái lực thiện ác, nhân quả cũng là một lực, đúng không ta? Thì thiện ác nó có nằm trong 22 quyền không? Có. Có chứ. Rồi hồi nãy tôi có nói thế giới này được tác động bởi cái sự chủ ý của chúng sanh, đúng không? Thì đó là nghiệp duyên. Mà nghiệp duyên có nằm trong quyền duyên không? Có. Nghe kể không? Thì vậy quyền duyên là gì? Quyền duyên đó là cái sự tác động của 22 cái pháp mà tiêu biểu cho vũ trụ. Thì 22 cái đó thì làm ơn mua cuốn này để mà đọc chứ giờ. Thì nó hôm tôi nói rồi, sáu trần nè, rồi năm thọ nè, hai phái tính nè. Bọn giờ thích rồi. Bữa nay chỉ ôm lại thôi mà cứ một mực không hiểu thì tôi sẽ một mực im lặng. Rồi. Là ra cái gì nữa cô? Rồi. Thiền Na Duyên là sao? Tôi đã nói rồi. Toàn, tôi nói chậm nha. Toàn bộ lịch sử của nhân loại chỉ là hành trình của những trận lửa. Vậy hiểu chưa? Có nhớ câu nói đó không? Toàn bộ cái lịch sử mấy nghìn năm của nhân loại chỉ là lịch sử của những trận hỏa hoạn. Hôm nay những gì chúng ta có được là nó được xây dựng trên những đống tro tàn của quá khứ. Cái cũ không đi, cái mới làm gì tới. Nhà Thanh không sụp đổ thì làm gì mà có cái cách mạng Tân Hợi của Tôn Dực Tiên. Mà ông Tôn Dực Tiên không nằm xuống thì làm sao có Viên Thái Khải. Mà không có Viên Thái Khải cả chớn thì làm gì mà Mao Trạch Đông có chỗ trồi lên. Mà nếu mà Mao Trạch Đông mà ông chính vì ông thành công cho nên Tưởng Thạch mới chạy ra, hôm nay chúng chạy ra đảo, hôm nay chúng ta mới có cái Đài Loan. Và chính vì có Mao Trạch Đông cho nên đất nước Trung Hoa 5.000 năm lịch sử Hoa Hạ mới tan hoang như vậy. Chính vì chúng ta có Bác Hồ rất mực dấu yêu cho nên chúng ta đã tan hoang lịch sử 4.000 năm. Phải nói như vậy, gọi là cái nền tảng văn hóa và đạo đức của dân tộc Việt Nam bị gọi là bị tàn phá triệt để. Hôm nay chính 100 người dân 100 triệu trong nước, cái khái niệm đạo đức cực kỳ mơ hồ,
Trong khi cái nền tảng đạo đức trong nước bây giờ tiền bạc và tình dục, tiếng tâm, quyền lực là trên hết, tin tôi đi. Trong nước bây giờ chỉ có bốn cái đó thôi, tiền bạc, tiếng tâm, quyền lực và tình dục. Tụi trẻ không có biết gì ngoài cái ngoài bốn cái đó. Mà cứ lâu lâu về cái đi thăm vòng ai gặp người cũng thương dữ, khỏe không rồi, hay quá, đất nước có đạo đức. Gặp người già biết chào. Nhưng mà về ở lâu thì nó lòi cũng mát ra. Cho nên là thế giới này nó là lịch sử của những trận lửa. Hả? Người Tây Ban Nha tàn phá văn minh Nam Mỹ. Người Bồ Đào Nha tàn phá cái nền văn minh của Macau. Người Tây Ban Nha tàn phá, người Pháp tàn phá một phần văn minh của Campuchia và Việt Nam. Người Tàu cũng góp phần tàn phá. Và trên cái nền tảng của những trận lửa tàn phá ấy, cái mới nó mới có cơ hội nó mọc lên. Và hôm nay chúng ta thế giới này có một cái phần xương thịt và diện mạo mới. Không có cái cũ thì không có cái mới. Không có những cái điện thoại mà cùi bắp thì hôm nay làm gì có cái iPhone và Samsung Note 8. Nó phải có. Rồi cái đám già xấu xí xấu quắc phải nằm xuống, rồi những đám trẻ rồi cơ bắp vòng 1, vòng 2, vòng 3 nó mới trồi lên được. Ít bữa thì sẽ xấu, nó sẽ nằm xuống, cho đám khác nó trồi lên. Như vậy thì toàn bộ lịch sử nhân loại nó là lịch sử của những trận lửa. Và hình hài chúng ta cũng vậy, trong từng phút và từng phút các cái tế bào nó bị đốt cháy, nó mới lòi ra da khô, mới lòi ra cái rái tai, nó mới lòi ra bao nhiêu gàu trong tóc. Rồi từ đó chúng ta mới già đi, đến một lúc nào đó má nhìn không ra. Có không? Có. Không có lửa thì làm gì thức ăn nó tiêu hóa. Làm gì cái bánh xèo hồi trưa bây giờ nó xuống tới dưới rồi. Cái gì đẩy nó đi? Lửa. Lửa. Cho nên thiền Na Duyên là gì? Thiền Na Duyên là chúng ta học về những trận lửa trong lòng. Lòng chúng ta luôn luôn có hai ngọn lửa đó lập nhau. Lửa thiện đốt ác và lửa ác đốt thiện. Một ngày như vậy là trong đó nó cháy rần rật rật, và cái xe cứu quả nó chạy suốt ngày trong đó. Trong lòng chúng ta, xe cứu quả đó là gì? Là chánh niệm. Mà khổ thay, chúng ta là chánh niệm, chúng ta là chiếc xe cứu quả vốn dĩ không có nước, chạy cho vui vậy thôi. Bóp kèn ui ui ui, tôi đợi tới nơi thấy để nô qua rồi. Có không? Có không? Đừng có cho, đừng có hèn đến mức mà phải chối. Có cái là cũng vô ngô rồi làm dữ rồi. Mà cứ nô quá rồi. Mà có cái gì căm hờn cho bằng xe của lửa, xe của quả mà không có nước. Mà bên Việt Nam, bên Mỹ á, mình thấy nó chạy nó không có chở nước. Để chi? Để nó chạy lẹ. Nhưng mà chạy tới nơi rồi nó là nó có chỗ để mà nó bắt. Mà chỗ đó là gì? Chỗ đó là thiền viện, chỗ đó là thiền sư. Ở nhà thì xách cái đít vô đó không có gì hết, mà vô đó là thiền sư không có vô nước hay không. Còn Việt Nam mình là một cái đất nước mà khi mà chạy tới nơi rồi đó, phát hiện ra không có nước. Còn mà mấy cái chỗ dầu nước mà cứu quả nó tháo ra bán sắt bán đồng hết. Và cái chuyện này còn động trời nữa, người ta phanh phui ra cái đám cứu quả của thành phố Hồ Chí Minh mang tên Bác. Mỗi lần mà nó vô cứu quả ai vú viện nó xịt chỗ đó trước. Có nghĩa là nó cháy cho mày 18 căn chứ gì. Làm cháy hút nhào ra dúi tiền vô rồi nó xịt cháy trước. Còn cái đám nào mà đang mò kiếm bạc cát đồi thối gì đó là chiều nó mới xịt. Coi như tới hồi mà nó xịt rồi đó là coi như cái đó là chỉ còn là tán quá. Thì hành giả chúng ta ở đây toàn là những chiếc xe cứu quả không có nước trong một thành phố quên gắn không nước. Cái đó cũng chạy hòe, rồi kèn, quay, rồi kèn, rồi đèn, ý hoi, rồi mà tới nơi rồi không có cái gì hết. Thấy chưa? Nên trong lòng mỗi người suốt ngày lửa cháy rần rật mà đứng đều chưa biết là lửa nào đốt cái gì. Lửa thiện đốt ác, lửa ác đốt thiện. Xe chạy tới nơi hỏi đứa nào đốt đứa nào, ác đốt thiện, thôi xong. Có hiểu không? Suốt ngày. Một là xe không có nước, hai là thằng ác đốt thằng thiện. Thì chữa làm gì? Thú. Cho nên là mình học về thiền duyên học cái đó. Học để xem coi trong tâm tâm này cái gì đang có mặt. Và ai chiếm thế thượng phong. Phải không? Ok. Học tiếp. Đồ đạo duyên. Đồ đạo duyên có nghĩa là hành giả thường xuyên tự quan sát nhìn lại mình với một nhận thức dầu muốn dầu không nha. Dầu muốn dầu không, trong từng phút ta đang có mặt trên con đường dẫn về đâu đó. Có nhớ câu này không? Thường xuyên nhớ câu này. Từng phút
từng giây hành giả phải luôn luôn tâm niệm rằng ta đang có mặt trên một cái con đường dẫn về đâu đó. Lúc nào chúng ta cũng có 1 tỷ cái destination trước mặt, nhưng mà những chỗ đó là good hay bad thì trời biết. Nghe kịp không? Cái đó quan trọng lắm, rất là quan trọng. Từng ngày và từng ngày hãy hỏi mình là cái destination mình là đâu. Bởi vì cái kiểu sống của mình, cái kiểu suy tư hành động của mình, nó chính là cái con đường để dẫn về đâu đó. Destination là bên bạn đó. Có nghe kịp không? Thì cái mỗi ngày là cái hỏi rằng tôi đang có mặt trên con đường dẫn về đâu. Nghe kịp không? Ở đây ai mà xài cái GPS thì có nghe chữ đó thường lắm. Destination có nghĩa là thường xuyên tự hỏi lòng mình là tôi đang có mặt trên con đường dẫn về đâu đây. Đó gọi là đồ đạo duy. Ta đang có mặt trên con đường tà đạo hay chánh đạo? Ta đang có mặt trên con đường về chỗ vui hay chốn khổ? Nghe hiểu không? Và cái con đường đó là do mình hay do người khác bày ra? Do mình. Đấy. Và dĩ nhiên chúng ta biết rồi, mỗi con đường nó sẽ góp phần cho cái chuyện mình đi mau hay chậm. Vì sao? Vì con đường nó là bằng nhựa hay bằng đất. Nghe kịp không? Chuyện đầu tiên, con đường, nghe kỹ nè, con đường nó dẫn về cái chỗ mình muốn hay chỗ mình ghét. Hiểu chưa? Nếu mà đó là cái con đường dẫn về chỗ mình muốn thì mình nên đổ nhựa để đi cho nó lẹ và cho nó êm. Nghe kịp không? Còn nếu mình biết đó là con đường đi về chỗ mình ghét thì nếu cần mình, chuyện thứ nhất là mình không nên đi, và cái chuyện thứ hai là mình không nên chăm sóc nó nhiều quá. Có hiểu không? Còn chúng ta thì sao? Một là đi là cứ tìm những cái chốn đoạn trường mà đi, mà thứ hai là có ngày cứ đổ nhựa mấy con đường dẫn về địa ngục không? Có không? Có. Bởi cho nên là thiên đường hữu lộ vô nhân vấn, địa mục ngục vô môn hữu khách tầm. Đường xuống địa ngục không có ai sách kinh, không có thầy bà nào dạy hết, mà cả lũ kéo nhau đi. Mà đường lên thiên đường thì sách vở thầy bà Phật pháp bài đình ra đó mà không ai hỏi han hết. Mình nhớ đó. Cho nên học về đồ đạo duyên là chúng ta học về những cái điều tôi vừa nói. Cứ nhớ như thế này, ta đang có mặt trên con đường dẫn về đâu đó. Nếu mà biết được đó là tà đạo, đó là con đường dẫn về cái chỗ mình không muốn, thì thứ nhất ta đừng đi, và thứ hai là đừng bao giờ chăm sóc con đường đó. Nghe kịp không? Còn chúng ta thì khác, sợ lại chỗ khổ, khoái về chỗ vui, nhưng cứ nhầm cái con đường mà đi về chỗ tầm bậy mà chọn. Mà đã vậy cứ lâu lâu kêu người ta đổ nhựa hoài. Có biết không? Có hiểu chứ đổ nhựa không? Tức là chăm sóc cái con đường tầm bậy của mình đó. Không hiểu nhìn mắt đi, không hiểu. Tôi thương con nhất á, thương chỗ này chậm quá. Có nghĩa là đã lựa chỗ tầm bậy để đi, mà đã vậy còn thỉnh thoảng đổ nhựa chăm sóc cho cái con đường đó nữa. Chết rồi. Tại vì khi mình càng đổ nhựa là mình đi càng nhanh, hiểu không? Con đường nó càng dễ đi, mình càng đi nhanh, đúng không? Mà có phải là đời sống chúng ta thường là chọn đường bậy và lại đổ nhựa chăm sóc cái đường bậy, đúng không? Yeah, coi kỹ được á. Rồi, đó là đồ đạo duyên đó. Rồi, tương duyên. Có trường hợp A giúp cho B bằng cách du một bên, tôi một bên, mình mới có thể giúp nhau. Nhưng có trường hợp A giúp B bằng cách là hai đứa phải hòa quyện, phải tan loãng vào nhau thành một khối mới giúp nhau được. Có hiểu không? Hiểu. Thì khi bữa hổm tôi nhớ tôi có nói với bà con rồi, có nhiều trường hợp là mình giúp nhau bằng cách là tan loãng là sẽ hư việc. Nghe kịp không? Nhớ cái đó hả? Nhớ bữa hổm tôi chịu không? Ví dụ như bây giờ quý vị thấy tôi về Houston, mà tôi về nhà một người Phật tử, cư sĩ nữ, mặt mày bài dễ thương, sáng sủa. Cô nhắc, sao sư về đó sư? Thì cô hỗ trợ. Sư à, bất tương ương duyên nha sư. Có hiểu không? Đừng có tương ương duyên nha sư. Phải giúp sư thì giúp, nhưng mà phải đôi bờ biển mộng. Chứ còn tương ương mà tối ngày nó gần quá, nhất cự ly nhì cường độ. Lửa gần rơm đã nguy, mà gần xăng còn nguy dữ nữa. Hiểu không? Bây giờ hiểu chưa?
Cho nên tự lòng mình phải hiểu là cứ luôn luôn niệm câu thần chú này: ta sống ở đời luôn rất cần đến những sự hỗ trợ, nhưng phải biết chừng mực trong mỗi hoàn cảnh, cái gì là bất tương ưng và cái gì là nên tương ưng. Vì học cái này có phải hỗ trợ cho đời sống tinh thần mình không? Có. Hàng xóm ở gần nhau phải giúp đỡ lúc tối lửa tắt đèn, mà cứ tối ngày cứ qua sửa ống nước cho bà hàng xóm riết rồi nó tương ưng nữa, đó là vợ chồng tan nát, hiểu không? Từ hôm mày có đó, cái tối ngày cứ là bả mình mới dặn cho bóng đèn nó bể, kêu này qua sửa sửa riết rồi coi như là sửa chừng chục bóng rồi coi như tan ly dị. Đó là không thể giúp nhau bằng cách là tương ưng nó được, mà giúp bằng cách là bất tương ưng. Nghe kịp không? Mốt cho thai bóng lép thì chứ bóng thì sợ thai quá thì tới thai hoài mốt khổ lắm, không có còn chỗ học nữa đó, hiểu không? Có hiểu không? Thì cứ có đồ ăn cái nhờ tôi đi lấy hoài, thì cứ nhờ riết rồi cái không còn chỗ để mà mở lớp học nữa, hiểu chưa? Hiểu rồi. Ok, như vậy mình chỉ học cái đó không thì có phải là mình đang học về đường tu không? Tức là nãy giờ tôi giảng về thiền duyên, đạo duyên, rồi bây giờ tương ưng duyên, nó có cần cái này tu mình không? Quá cần đi chứ, nó cần cho đời sống mà cả cho cuộc tu nữa. Yeah, hiểu không? Cứ là cái nhờ cậy trong đời sống mình nó cần nó rất là nhiều cái nhờ cậy, nhưng mà phải luôn luôn tự làm chủ mình luôn luôn sống trong kiểm soát. Cái này là nên tương ưng hay bất tương ưng? Để có nhiều trường hợp nó cần phải tương ưng mà mình lại bất tương ưng là hỏng việc, có hiểu đó không? Cần phải sáp vô mà mình lại đẩy nó ra, mà có trường hợp cần đẩy ra mà mình lại sáp vô, có hiểu đó không ta? Dạ hiểu. Hiểu không? Ok. Quý vị còn bây giờ nấu nồi xong không? Dạ có. Rồi. Thì mình nấu nồi xong nên tương ưng hay bất tương ưng? Cái nồi xong của mình với nó nên tương ưng hay bất tương ưng? Cô ghen thiệt rồi. Bất chứ. Dạ vừa phải thôi, cái là trong cái chân mà bà mới ghen, chứ bà mới ghen thì nó làm nóng xong anh nhảy nó ngồi luôn đó. Trộm nhưng mà cô với nó là phải có chừng hết. Thế là nó thò tay vô bóc quậy trong nó luôn. Tôi đưa ta rồi phải nát rồi. Là người ta phải dùng cái đũa cả đó, người ta mới khuấy nó. Gan mà mới gan nhiều cái mà. Nữ cái nồi. Cái nồi xong là lúc nào cũng phải bất tương ưng hết. Thấy không chưa? Rồi tiếp theo cô. Hiện hữu duyên. Tức là có lúc chúng ta phải giúp nhau bằng cách là có mặt bên nhau. Và tiếp theo, có lúc chúng ta phải giúp nhau bằng cách là xa nhau. Hai cái này tôi cố ý tôi giảng chung là bởi vì có cái chỉ này ai cũng hiểu hết. Muốn đậu cái xe trước nhà của Tommy thì cái chỗ đó phải trống. Cứ có cái chiếc cổng vét mà đậu hoài đó, ai vô nó đậu được. Mà đã đậu nó bao lâu rồi? Từ lâu rồi hả? Thua rồi. Cho nên biết bao nhiêu chiếc khác nó đã không còn chỗ đậu, cuối cùng ngày còn có một chiếc đó thôi đó. Thì mình muốn có chiếc xe mới vô nhà mình là mình phải có chỗ trống, có phải không? Thì như vậy mình muốn có thêm người mới đến đây để mình vận chuyển thức ăn thì mình phải có chỗ trống để mà người ta tới chứ, hiểu không? Nghe kịp không? Như vậy ở đời có khi mình phải giúp nhau bằng cách là mình cùng có mặt, nhưng có lúc ta phải giúp nhau bằng cách là ta phải vắng mặt. Nghe kịp không? Cái đó nói ai cũng hiểu mà. Không có ly dị người cũ thì làm sao rước mà mới về được. Một khu rừng không thể có hai cọp, nhất là cọp cái. Hiểu không? Cọp là ra ớn là quất cho mày, cọp cái đó là chết luôn. Cho nên là mình cứ tự hỏi lòng mình mỗi ngày, có thứ gì trong lòng của ta mà cần cho nó biến mất không? Phải không? Và hiện giờ ta trong tâm tư này của ta, trong tánh thân này của ta có cái gì cần bổ sung? Như vậy rõ ràng là ta đang sống và đang tu học bằng hiện hữu duyên và vô hữu duyên, đúng không? Dạ. Tức là mỗi ngày mình phải tự coi cái thân xác của mình, cái mặt của mình, vết nám nè, mụn nè, những cái cần phải cho nó ra đi, đúng không? Đó là về thân xác.
Rồi đường của mình á, trong máu thì cholesterol là đó là những cái cần phải cho nó đi đúng không? Cần phải vô hữu đúng không? Thì tụi nó phải vắng mặt mình mới có sức khỏe. Nhưng mà về nội tâm mình cũng vậy, mình bớt đi những cái tánh xấu gì. Bớt nóng, lúc này nóng quá. Lúc này sao thích ngủ quá. Lúc này sao mình thích đi shopping quá. Thì mình phải bỏ mấy cái đó mình mới khá được. Như vậy rõ ràng là mình đang tu tập với vô hữu duyên đúng không? Nên thêm cái gì, nên bớt cái gì, cái đó có phải là vô hữu duyên và hiện hữu duyên không? Như vậy mình đó là lý do tại sao phải học 24 duyên đúng không? Vậy mà có người hỏi học để làm gì? Cứ bị sai đi, sai vặt. Làm sao có đầu óc để mà học đạo? Cũng làm phước. Làm phước, nhưng mà mình đến đây mình học mà mình bị sai viết thì cũng khờ đi. Thì thời thơ này không có giải, vì cái nó y chang như hai cặp cuối giống nhau. Có nghĩa là có những thứ trong đời sống này mỗi ngày nó phải ra đi thì cái khác mới có chỗ tới nha. Và có những thứ nó phải có mặt thì nó mới có thể làm giúp cho ta làm được việc. Cái chuyện này ai cũng hiểu rồi. Thì hai cặp cuối không cần giải thích ghê rồi. Mà hai cặp cuối tôi tiếc cái cô ở đầu cầu thang đó, cô tới quá trễ. 24 duyên vô cùng và vô cùng quan trọng. Mà bữa chiều nay mình ôn hết 24 duyên phải không? Dạ, dạ. Quý vị làm tôi thay đổi tánh tình, tôi rất là nghiêm túc mà cái đây tôi giỡn nhiều quá. Ổn quá ổn. Nhưng tôi làm hư cái con người của tôi. Hai cái kỳ này về đây giảng là 24 duyên và 13 cái chế định rất là quan trọng. Cô nghe kịp. Cô này trên villa xuống. Lần đầu tiên học đạo đó. Tôi hy vọng là quý vị có dự những cái lớp này để quý vị thấy rằng đó là trong cái đời sống này Phật Pháp quan trọng cỡ nào và có nhiều cách để chúng ta đến với Phật Pháp. Và tùy vào cái duyên lành của mỗi người mà chúng ta đến Phật Pháp, chúng ta quan tâm cái gì, quan tâm kiểu nào và quan tâm bao nhiêu. Cái câu tôi nói hoài, tôi có nhớ không? Tùy vào cái huệ căn, tùy vào cái duyên lành mà mình có gặp được đạo hay không. Một, khi gặp rồi quan tâm cái gì. Hai, quan tâm kiểu gì và quan tâm bao nhiêu, bao lâu. What, how long. Chứ còn mà tới học giáo lý nhưng mà được có một lần cái biến luôn, thế nghe kịp không? Làm được. Hoặc là cũng tới học nhưng mà ông giảng kệ ổng thì anh nào hiểu được hiểu, hiểu nó ngồi bó gói ngáp lên ngáp xuống kìa. Chỉ là cái kiểu á, hiểu không? Xong rồi có gì nữa. Ngay tôi có việc tôi phải đi về sớm. À quên, hay quá. Chư Phật ba đời vị nào cũng có một cái cách duy nhất để mà báo đáp cái thâm ân của Phật mẫu, cái người đã sanh ra ngài, bằng cách là thuyết cái tạng A Tỳ Đàm lên cõi trời. Mà trong cái tạng A Tỳ Đàm gồm 7 bộ, thì cái bộ được xem là tinh túy và sâu sắc mà quan trọng bậc nhất đó chính là bộ thứ 7, nói về 24 duyên. Mẹ tôi mất ngày 8 tháng 8 năm 2010, từ đó đến giờ tôi chưa có làm một cái phước gì đáng kể để hồi hướng cho mẹ tôi. Và cũng như là thân bằng quyến thuộc của quý vị chắc cũng hiếm bao giờ có dịp để mà hồi hướng cho những cái người đó bằng một cái phước báo đặc biệt như vậy. Vì sao nó đặc biệt? Là bởi vì 24 duyên này là cái cơ hội để Đức Phật ngài vạch ra cái sự thật rốt ráo triệt để nhất về thế giới này. Cái bản chất là do duyên, tương duyên mà có. Cho nên hôm nay trước hết về phần tôi hưởng cho mẹ tôi, cho bố tôi. Mẹ tôi mất năm 2010, bố tôi mất năm 73. Ông ngoại tôi mất năm 96. Và tất cả những người ơn đã hỗ trợ cho tôi về tinh thần, vật chất trong suốt 39 năm tôi làm mục sư nhé. Dù ít dù nhiều, từ chơi dầu gió đến củ sắn củ khoai, mong cho tất cả là âm siêu dương thế. Và dĩ nhiên là cũng chân thành chia sẻ cái công đức
Mình dạy học một tuần lễ qua về cái bộ thứ bảy A Di Đàm đến từng người trong cái hội chúng này. Thì mong cho các vị là thân lạc tâm an và đừng có đánh mất cái niềm vui trong đạo học, đừng có mất đánh mất cái niềm vui trong pháp học pháp hành. Và chắc chắn là chúng ta nếu mà còn có tâm thì chúng ta còn gần lại gặp lại nhau. Và hãy nhớ đây là cơ hội tốt nhất để chúng ta gieo duyên lành giải thoát và duyên lành trí tuệ. Chúc các vị một năm mới tiệc lời vui. Chúc vị khi mà hồi hướng cho ai thì mình nghĩ tưởng đến cái gương mặt của người đó. Khi tôi hướng cho mẹ tôi thì tôi nghĩ tưởng đến gương mặt của mẹ tôi nghĩ tưởng đến bố tôi nghĩ tưởng đến ông ngoại của tôi. Và quý vị cũng vậy, khi mình hồi hướng cho ai thì mình nghĩ tưởng đến gương mặt của người đó. Tại sao? Là tại mình dễ hình dung người đó hơn mà cái tâm mình nó mạnh hơn. Và tôi nói quý vị nghe, chỗ này thì phải tin tôi. 24 duyên là tinh hoa của bộ thứ bảy, mà bộ thứ bảy là tinh hoa của A Di Đàm, và A Di Đàm chính là tinh hoa của Phật pháp. 24 duyên nếu mà học kỹ rồi các vị sẽ thấy rằng 24 duyên phải học để biết, mà nó chính là cái kiểu để mình tu và cái kiểu để mình quan sát mình. Cho nên ai mà tới trẻ nên nghe lại cái băng giảng này, vô cùng và vô cùng quan trọng. Và chiều nay là tôi mong rằng từng người ở đây không có ai mà bị kẹt, bị trục trặc trong 24 duyên, phải không? Hả? Hiểu phải không? Mà chiều nay hình như hiểu hơn là cái bữa đầu học nữa, phải không? Hả? Rất là quan trọng. Cho nên là có dốt gì thì dốt, nhưng mà nếu mà kỳ này mà bà con nắm được cái 24 duyên và 13 chế định thì tôi coi như đã mãn nguyện lắm lắm rồi. Và đặc biệt kỳ này chúng ta có một ôn tập rất là lớn giữa chỉ và quán, rồi cái gì nữa, chân đế tục đế. Và cũng xin nói tiện bà con, nếu mà con hay bà con cho tiền. Dạ. Dạ. Trước hết là con xin cảm ơn sư, con là người giúp nhất đó. Mà cái trước của sư đây là con sợ lắm. Coi như là lơ mơ không được hết. Okay. Mà cái này coi như tạm tạm được rồi. Tôi phải ngược lại, tôi phải cảm ơn từng người khi mà các vị nói các vị hiểu. Các vị không biết cảm giác nó lớn cái nào đâu. Tiền các vị cho, kỳ này tôi về tôi làm cái sàn nhà bên Florida. Nói vậy thôi, nhưng mà rồi nó sẽ phôi pha. Nhưng mà cái giá trị lớn nhất là người đi dạy á, mà nghe người ta nói người ta hiểu, cảm giác đó nó vui. Và mai này quý vị có đứng lớp, quý vị hướng dẫn cho người ta, quý vị mới hiểu cảm giác đó, nó vui dữ lắm. Tiền bạc bao nhiêu rồi cũng mất. Ông này cho tôi chiếc cọc vét thì chẳng khoảng chừng 3 năm thôi là bắt đầu tôi nản rồi. Ông phải tin chuyện đó, cái chiếc của ông đậu. Tôi thấy ngộ tôi dòm, nhưng mà nói thiệt là 3 năm là bắt đầu tôi nản rồi. Nhưng mà cái ánh mắt của các vị và cái hiểu của các vị nói các vị hiểu đó, thì 30 năm sau mỗi lần mà tôi nhớ lại, tôi nhớ rằng tại Houston có một nhóm người khoảng 20 mạng hiểu được 24 duyên là gì, thì cái niềm vui nó vẫn tinh khôi. 30 năm trong cái chiếc xe thế đó thì nó tốt thiệt đó, nhưng mà 3 năm bắt đầu tôi nản. Chắc vị biết tại tôi cũng từng xài xe, tôi biết thì ba là hay lâu chứ xe đi gần chừng 10 tháng 12 tháng là bắt đầu tôi quải rồi. Vì xe tôi thì thường tôi chỉ mua xe rẻ, trừ cái kèn cái gì cũng kêu hết. Xin thay mặt nhóm chúng con cảm ơn sư đã đến đây cho chúng con là bài pháp. Tụi con cũng mong xin cụ thỉnh sư đến tháng 9 cho chúng con. Tháng 9 nhưng mà ngày giờ cụ thể. Tháng 9 về mình sẽ học, bây giờ kỳ này mình về là mình học 24 duyên mà học nền. Rồi tháng 9 mình về mình học cái mối quan hệ giữa 24 duyên và 12 duyên. Thì nếu mà được đó, thì tôi tin đó là từng kỳ Tết mình về lớp học mình cũng rất là lý thú và rất là lợi lạc. Cảm ơn.